sáng nay chúng ta học tiếp cái bài kinh có cái tựa là Phu Thất Xuất Tát, chữ Phu Thất Xuất Tát. Ngài Minh Châu ngài dịch là ngài chỉ dịch cho một chữ thôi, là chữ xong. Ngài dịch thì Hán Tạng ấy, mà cái chữ Phu Tát này nè, cái nghĩa nó rất là sâu. Ở đây ai học tiếng Pháp à, thì chắc có biết cái động từ être, avoir. Rồi bên tiếng Đức á, thì có cái sein. Bên tiếng Anh thì có cái chữ be. Bên tiếng Hy Lạp thì có cái chữ tiếng Hy Lạp á. Tiếng Hy Lạp thì có chữ thôn. Thì toàn bộ những gì mà có mặt trên hành tinh này, trong cái vũ trụ này, tức là trong và ngoài cái trái đất này, nếu nói một cách rốt ráo thì nó chỉ là cái gì đó được kết tinh lại từ vô số nhân duyên. Được kết tinh lại từ vô số nhân duyên. Dù cho mình gọi đó là cái ly, hay là một cái bông với hoa, hay là một con chim, một con bướm, một con người, một vị thủ tướng, hay là một anh ăn mày, thì tất cả nó chỉ là cái sự thành tựu hay là cái sự kết tinh từ vô số nhân duyên. Tức là mọi thứ nó có mặt từ bao nhiêu đó thôi. Mọi thứ nó chỉ là vậy thôi, không có cái gì hơn nữa. Có một điều là do cái tập khí sinh tử, rồi cộng với cái bối cảnh, cái môi trường mà mình sống, thì chúng ta có một cái nhận thức khác nhau về cái sự có mặt của vạn vật. Đó, thí dụ như mình lớn lên trong cái môi trường Cơ Đốc giáo hay là Hồi giáo, thì mình thấy rằng mình là sản phẩm, là tác phẩm, là công trình được tạo ra từ một cái đấng chí tôn nào đó. Còn nếu mà mình lớn lên trong một cái môi trường Mác Lê, một cái bối cảnh Mác Lê cộng sản, thì mình thấy là mọi thứ nó chỉ là kết quả của những vận động vật chất. Rồi nếu mà mình là Phật tử đó, thì cái nhìn của mình nó cũng khác nhau. Phật tử có học và Phật tử không có học. Phật tử mà không có học á, cái này chắc phải ghi rồi quá. Phật tử mà không có học giáo lý tử tế, phải thêm chữ tử tế nữa, thì đó cái nhận thức về vạn hữu sẽ giống hệt như ấn giáo, tức hậu thân của Bà La Môn giáo ngày xưa. Phật tử mà không có học giáo lý tử tế đó, thì cái nhận thức đó là giống hệt với ấn giáo. Ấn giống là chỗ nào? Cũng thấy mọi thứ vô thường. Cũng tin lý nghiệp báo. Cũng tin trong đời có thánh nhân. Nhưng tôi là người tạo nghiệp, tôi là người tu hành, tôi là người giải thoát, tôi hơn ông kia, tôi kém bà nọ, và chư Phật có quyền năng vô hạn, muốn làm gì cũng được, hoặc chư Phật là những đấng cao siêu, toàn trí toàn năng. Đó, mà lẽ ra đó thì phải thấy chư Phật cũng là những kết tinh từ các yếu tố tam tướng. Cái câu này quý vị phải học thuộc lòng nè. Buddha made non Buddha. Cái câu này là câu rất là quan trọng.
Buddha is a method of non-Buddha creation. Chư Phật được tạo ra, được hình thành, chư Phật có mặt ở đời, chư Phật có mặt ở đời bằng những cái yếu tố non-Buddha. Biết nói thì các vị có nghe kịp không? Biết tôi nói các vị có nghe kịp không? Có nghĩa là cái chiếc xe hơi đó, cái chiếc xe hơi mình gọi đây là cái chiếc xe, nhưng mà thật ra đó là nó được ráp lại bởi những thứ không có mắc mớ gì chiếc xe hết. Nó được ráp lại bởi những thứ không có mắc mớ gì chiếc xe hết. Thí dụ như bây giờ tôi lấy ra cái con bù lon, thì tôi hỏi các vị chứ bây giờ cái con bù lon này nó có phải là chiếc xe không? Không. Rồi kính chiếu hậu, kính chiếu hậu, rồi cái đèn, rồi từng khúc dây điện ở trong đó, tức là từng phần trong đó không có cái nào là chiếc xe hết. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở chỗ đó. Cho nên ở đây đó là đến cả chư Phật thì cũng được tạo thành bởi những cái thành tố, được tạo nên bởi những thành tố phi Phật. Vấn đề nằm chỗ đó. Phải hiểu như vậy. Và chúng ta chỉ có cái khổ, không có ai chịu khổ, chỉ có sự hành trì, không có ai hành trì, chỉ có sự viên tịch vắng mặt các hành, không có ai viên tịch, chỉ có con đường, không có người đi trên đó. Bởi vì ngay cả cái chuyện mà mình là hành giả, mình tu tập tứ niệm xứ, thì ngay trong lúc tu tập đó, bản thân cái sự tu tập đó nó cũng chỉ là cái con đường thôi. Nó bản thân nó chỉ là cái con đường, chứ còn không có cái người nào tu tập. Bây giờ mình tưởng tượng, bây giờ mình tu tập, mình hình dung nó đi, mình ai tu tập? Bây giờ mình nói là hành giả Lê Văn Tèo tu tập, đúng không? Thì cái hành giả đó lúc họ tu tập, họ tu bằng cái gì? Tu bằng tu tâm, đúng không? Họ tu tâm, họ tu tâm. Thì cái tâm của họ là gì? Là tâm đại thiện nè, hợp trí nè. Ở trong đó nó gồm có là tính, tánh, niệm, định, là tuệ nè. Rồi cái cảnh sở tri của năm cái này là cái gì? Đó là cảnh danh sắc. Như vậy rõ ràng mình thấy rằng cảnh danh sắc được ghi nhận bởi tính, tánh, niệm, định, tuệ. Và tính, tánh, niệm, định, tuệ biết được cái cảnh danh sắc. Sự kết hợp này lâu ngày cộng với cái túc duyên ba la mật quá khứ thì nó kết hợp lại là cái cảnh này. Cái căn ở đây tức là tâm á, tâm mà hội đủ năm cái đó, cái tâm thiện đó biết cái cảnh đó mà cộng với ba la mật quá khứ nữa thì nó cộng ba cái này lại nó sẽ dẫn đến cái thanh trí. Thì cái này chỉ là cái con đường, nó chỉ là hành trì. Đấy, con đường gồm có cái gì? Gồm có hai bên lề đường, rồi chính giữa là con đường, mà con đường thì gồm có đất đá xi măng bê tông, ví dụ như vậy. Thì đây cũng vậy, đây là một sự kết hợp nhung nhuyễn giữa căn cảnh cộng với cái túc duyên quá khứ thì dẫn đến thanh trí, chỉ vậy thôi. Cảm ơn rất là nhiều. Cho nên ở đây đó, cái bài kinh này đó là sau khi tôi giảng cái nội dung xong, tôi quay lại cái duyên khởi, duyên sự cái bài kinh. Là một lần đó, một lần đó trước mặt đại chúng, Đức Thế Tôn mới nhắc lại một cái bài pháp cũ. Mà bài pháp đó là bài pháp gì? Bài pháp đó chính là cái bài kinh Parayana Sutta. Trong đâu? Trong kinh tập. Kinh tập tiếng Pali gọi là Sutta Nipata. Ở đây có một cái chuyện mà mình bắt buộc phải lưu ý, đó là ngay từ thời Đức Phật, giữa Thế Tôn và các đệ tử không có xài giấy mực với nhau như là mình bây giờ. Các vị thời đó không có iPad, không có iPhone, không có computer, không có laptop như mình bây giờ. Cũng không có tầm giấy mực trên tay. Nhưng mà điều đặc biệt là giữa thầy và trò của các ngài đó, có điểm đặc biệt mà mình bắt buộc phải lưu ý, đó là Đức Thế Tôn hoàn toàn có thể thoải mái, tự tại nhắc lại một cái thời pháp nào đó như là trong tay các đệ tử có sẵn một cuốn sách, có sẵn một cái iPad trên tay rồi đó. Đặc biệt, đây là điều rất là đặc biệt. Vua Pasenadi và vô số những văn nhân vật khác, mà tại sao tôi nhắc riêng vua là bởi vì có một cái sự kiện rất là lớn, là vua có một hoàng hậu, cái khê hoàng hậu. Khi mà vua
đi hoàng hậu đi xuất gia rồi đó thì không, vua đi đến hỏi đạo một bà hoàng hậu, và bà hoàng hậu này trả lời cho vua về vấn đề niết bàn. Thì sau đó vua đem lại cái câu trả lời đó và là thưa lại với Thế Tôn, thưa lại với Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Phật là bà ông nói cái này: bạch Thế Tôn, thật là vi diệu thay, thật là hy hữu thay, giữa bậc đạo sư và người đệ tử có thể hoàn toàn tương ứng với nhau về văn và về nghĩa, có nghĩa là về cái ý tưởng và cái cách nói chuyện y chang, không có sai lệch một ly một phân nào hết, dễ sợ như vậy, chính xác như vậy. Và đây là cái điều mà chúng ta không thể thấy ở một tôn giáo khác, không thể thấy ở những hội chúng khác. Mà khổ thay, Phật tử mình có một cái truyền thống rất là ưu việt, rất là xuất sắc, đó là bất lập văn tự. Có nghĩa là tôi nói các bạn có buồn, đó là sự thật, là Phật tử mình là đạt tới cái cảnh giới mà trong Pháp Bảo Đàn Kinh gọi là bất lập văn tự đó. Lục Tổ nói với là tu mà không có thèm chạm tới chữ nghĩa, không thèm đụng tới kinh sách, tức là mấy sư đó là coi như tôi nuôi mấy ông ăn cho nó mập, rồi mấy ông nói cái gì thì tôi nghe cái đó, chứ còn cái cảnh giới của tôi là không có thèm đụng tới chữ nghĩa, bởi vì nó còn thấp vậy lắm. Chứ nếu mà mình thường xuyên tụng đọc kinh điển thì mình sẽ thấy cái chỗ này rất là độc đáo, rất là độc đáo, rất là độc đáo. Có nghĩa là Đức Thế Tôn có thể thanh thản, tự tại và thoải mái nhắc lại bất cứ một cái bài giảng nào như mình đọc, nó cảm giác như là các đệ tử phải đều đã là phải nhớ và đều đã nhớ. Thì ở đây Đức Thế Tôn nhắc lại rằng này sẽ là phát trong cái bài kinh Parayana có một cái câu kệ như thế này, cái câu kệ như thế này: Ye cha sang kha ra tham ma se, Ye cha sik kha bu tu thế, Te sang me ni pa ko ri yang pu tu pa pu hi ma ri sa. Ở đây đó, trong cái câu kệ này nó có một cái chữ gọi là sang kha kha ra tham ma, tức là pháp hành. Trong câu kệ này, trong câu kệ đó nó có một cái chữ gọi là pháp hành, hay là hữu vi, tiếng Pali kêu là Sankata Tham. Thế Tôn hỏi Ngài Xá Lợi Phất ý nghĩa của chữ này. Thì trong chú giải đó, trong chú giải đó mới giải thích thế này: lúc đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thì không phải là không biết, mà vì Ngài biết quá nhiều cho nên Ngài phân vân là không biết Thế Tôn muốn mình, không biết Thế Tôn muốn mình giải thích cái chữ này, cái chữ Sankhata Tham á này nè, theo cái cách nào. Tại vì không biết là tại vì Ngài có thể giải thích theo duyên khởi, Ngài có thể giải thích theo quẩn, theo xứ, theo giới, theo đế, giải thích theo kiểu tục đế, kiểu chân đế, giải thích kiểu đa nào Ngài cũng nói được. Thì lúc Ngài phân vân là không biết Thế Tôn muốn, không biết Thế Tôn muốn muốn mình giải thích theo cách nào. Đây là trong chú giải đây: Y văn kia đắc sa hồ sĩ, tương truyền rằng lúc đó Tôn giả Sầm Phất đã suy nghĩ như sau: Sắp tha măng xét kha xét kha năng a ga ma ni ya ba ti ba đăng ka tha pê tu ca mô. Thế Tôn muốn mình tức là Ngài đó, Thế Tôn muốn mình nói về cái con đường hay là cái đạo lộ thánh nhân của các bậc vô học và hữu học. Nhưng mà sa ta khan tha và si na tha tu và si na a cho ta và si na bất chi ya ca và si na sắc ca cả Thế Tôn. Cái ta hoàn toàn có thể trả lời cho Thế Tôn, hoàn toàn có thể trả lời Thế Tôn cái câu hỏi đó trên các khía cạnh. Khanh Tha Ba Xê nó là trên quẩn Tha Tú, Khanh Tha Ba Xê nó là trên 5 quẩn, Tha Tú Ba Xê nó là trên 18 giới, A cho Tha Tha Ba Xê nó là trên 12 xứ, Bát Chì Gia Ca Tha Ba Xê nó là trên hệ thống duyên khởi. Nhưng mà cả thân cả thiền tu nó khô sốt a cha sư dân cái hệ thoa cả thiền tu sắc khía sạch. Nhưng mà bây giờ ta chọn cái nào đây? Nhưng mà bây giờ ta chọn cái nào đây? Đó, đây là chứ bà con không đọc chú giải
Thì cái chỗ này hơi có lẽ dễ bị hiểu lầm, nghĩa là cái chỗ này ngài bị kẹt, không phải. Bởi vì ngài giàu quá đi, ngài giàu quá, cho nên khi mà ngài nghe Đức Phật thì gọi là đem ra đây một cái bộ bình đà, thì ngài không biết là đem cái bộ nào, cái bộ là ấm, cái này là gốm sứ giang tay cảnh đức tránh, là đem ra cái bộ mà bằng là đất tử sa mà của nghi hình, thì ngài không biết, ngài nhiều lắm rồi. Hoặc đem ra cái bộ mà limousine của Pháp, là đem ra cái bộ sứ của An Lê, hoặc là cái bộ của Nhật Bổn, gốm sứ Nhật Bổn cũng rất là độc đáo. Thì nhà ngài có đại, thì trong nhà ngài sẽ phát có đúng hết, có gốm sứ Nhật Bổn, gốm sứ cảnh đức tránh giang tây, có tử sa của nghi hưng, rồi có gốm sứ của Pháp. Thì trong trường hợp này ngài có nhiều quá, ngài không biết là phải đem cái nào ra, ngài đang phân vân. Thì khi mà ngài đang phân vân như vậy, thì Đức Thế Tôn mới gợi ý. Đức Thế Tôn trong chú giải mới nói thế này nè: Tháp mê đức lúc đó ấp thác sát thao trên tề sĩ, lúc bây giờ bắt đầu sư suy nghĩ, tháp đê toa măng, ngoại trừ ta ra, thì anh nhô bắt tăng à đà, cha răng tu sáu là guna mắt bài nhà, xà rì bút tu, xà rì bút tất sông hồn đặc thị. Ngoại trừ trừ ta ra thì không có ai trong cái ta bà vũ trụ này mà có cái trí tuệ giống như Xá Lợi Phất. Vậy mà ác dâm biết bây giờ tâm năng bút thù giao tập dân tuân gì đó. Vậy mà ta hỏi đến ba lần mà Xá Lợi Phất vẫn im lặng. Thì lúc bây giờ đó thì ngài mới bắt đầu banh hay nước khô khăn có thí ủ đa hút ách xa sẽ gì. Ngài mới suy nghĩ thêm đó là Xá Lợi Phất im lặng là vì lý do nào? Do bản thân không hiểu hay là do có quá nhiều cách hiểu? Thì khi mà ách xa gì nha tòa biết rằng đây rõ ràng là do Xá Lợi Phất quá giỏi, quá nhiều cách hiểu, cho nên ngài mới là bằng các cách nó tha tiếp tại dân đó mà nô phụ thì mới đang sanh được tăng phát sát si thì ngài mới gợi ý cho ngài Xá Lợi Phật. Ngài Xá Lợi Phật ngài gợi ý bằng cách nào? Ngài gợi ý bằng cách là ngài dùng một cái chữ phu tăng. Ngài dùng cái chữ phu tăng, ngài mới suy nghĩ thế này. Ngài gợi ý bằng cái chữ phu tăng và ngài biết rằng khi mình gợi ý chữ này thì ngài Xá Lợi Phật sẽ giải thích vấn đề theo cái cạnh năm mũi, theo cái cạnh năm mũi. Khi ngài hỏi rằng sanh khát tạc tham má ở đây là gì, ngài Xá Lợi Phất khi nghe được chữ phù tát thì lập tức trả lời, bằng tinh thần, bằng lý duyên khởi trong năm uẩn. Bằng lý duyên khởi là sao? Cái chỗ này đọc bản tiếng Việt thì nó có phê, còn bạn đọc bản tiếng Việt nó kỳ lắm. Cái này được sinh thành bạch Thế Tôn, vị ấy với chánh trí tuệ thấy như chơn, cái này được sinh thành sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ là thực hành sự yếm ly, ly tham đoạn diệt với cái được sinh thành. Vị ấy thấy với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ấy thực hành sự yếm ly. Đó là cái bản tiếng Việt đọc ra hơi ớt, nhưng mà cái đó nếu mình diễn dịch lại đó theo chú giải thì nó sáng trưng như thế này. Sáng trưng như thế này: vị thánh đệ tử nhìn thấy mọi sự có mặt ở đây, mình càng gì là tục sinh á, tục có nghĩa là tiếp nối sinh là có mặt, mọi sự có mặt đều do nhân duyên chánh kinh gọi là đồ ăn. Đó, do thấy mọi sự đều lệ thuộc nhân duyên mà có, nên vị ấy nhàm chán coi nhẹ. Nguyên mà kinh có ý nghĩa như vậy đó. Cái gì? Đồ ăn ở đây phải được hiểu là nhân tố dẫn đến sự có mặt. Không gì ở đời này lại ngẫu nhiên mà có, hoặc chỉ nhờ vào một điều kiện nào đó mà có. Tất cả đều do vô số nhân duyên mà có mặt. Ngài thấy chỗ này mình đã khả năng do thấy chỗ này nè, cho nên cái vị thánh đệ tử mới nhàm chán.
năm uẩn đời này là duyên khởi cho năm uẩn đời sau. Bữa ăn bây giờ phải nếu bằng bữa ăn mà phiền não đó, sẽ là điều kiện cho những bữa ăn sau này trong dòng sinh tử. À, sự sống chết hôm nay sẽ là nhân duyên cho sự sinh tử sau này trên dòng đường luân hồi. Buồn vui hôm nay sẽ là nhân tố cho buồn vui sau này. Sự có mặt hôm nay sẽ là sự có mặt, sẽ là nhân tố cho sự có mặt sau này. Đấy, nó như vậy đó. Tức là vị đó nhìn thấy cái này thấy ngán. Tức là cái năm quẩn đời này là duyên khởi năm quẩn đời sau. Cái bữa ăn bây giờ nè, nó nếu mà ăn bằng phiền não đó thì nó là điều kiện cho những bữa ăn sau này trên dòng sinh tử. Cái sự sống chết hôm nay nè, cái chỗ này có nhiều người không hiểu tại sao cái sự sống chết. Bây giờ tôi ví dụ nha, bây giờ mình cứ đi cài như con trâu để mình có tiền mình mua đồ ăn về mình ăn, mà hãy mà mình bị bệnh mà không có thuốc, đói mà không có đồ ăn, lạnh lẽo mà không có chăn màn quần áo thì mình chỉ có nước mà chết, đúng không? Chính vì vậy cho nên mới gọi là cái sự sống chết là vậy đó. Chính là vì cái đời sống hôm nay, vì sự sợ chết hôm nay mà mình mới đi làm các cái nghiệp. À, mình bắt đầu đi làm lụng rồi mua sắm rồi đầu tư rồi mua. Khi mình đi làm vậy là cũng phải, một là cũng phải có dối trá, là chắc chắn là phải có tham tâm, phải có phiền não, phải có sân hận, nói chung là nó có đủ thứ hết. Để làm chi? Để có đồng tiền đem về mà sống. Mà sống để làm chi? Sống để đi làm việc. Mà làm việc để có điều kiện mà sống cứ như vậy. Cứ như vậy đó. Dạ, có như vậy. Cho nên cái chỗ này, vì thánh đệ tử nhìn thấy mọi sự có mặt đều do nhân duyên. À, mà trong cái chữ nhân duyên này trong tiếng Kinh gọi là đồ ăn. Đã. Mà do thấy mọi sự đều lệ thuộc nhân duyên mà có nên vẻ nhàm chán, coi nhẹ. Đồ ăn ở đây phải được hiểu là nhân tố dẫn đến sự có mặt. À, không chỉ ở đời, không chi ở đời này ngủ nhiên mà có, hoặc chỉ nhờ vào một điều kiện nào đó mà có, cái chữ đâu không có. À, tất cả đều do vô số nhân duyên mà có mặt. Năm quẩn đời này là duyên gửi cho năm quẩn đời sau. Bữa ăn bây giờ nè, anh thì là điều kiện những bữa ăn sau này. Sự sống chết hôm nay sẽ là nhân duyên cho sinh tử sau này. Buồn vui hôm nay sẽ là nhân tố cho buồn vui sau này. Sự có mặt hôm nay sẽ là nhân tố cho sự có mặt sau này. Đó, vì cảm ơn vị đệ tử nhìn thấy cái này, vị thánh đệ tử đó, thánh này có nghĩa là hữu học và vô học, nhìn thấy chỗ này vị đó mới chán. Chán ở chỗ là nó có nhiều nó cứ làm hoài không thêm được cái gì hết, nó cứ có bao nhiêu nó làm tới thôi. Thì cái sự mà có mặt của mình nó trong tiếng Bali gọi là phu tát. Phu tát nó chính là, nó chỉ là động từ trung biên thôi chứ không là gì hết. Cho nên mình ở trong văn học Anh nó có một cái câu rất là nổi tiếng: to be or not to be, to be or not to be, that is question. Cái câu này rất là khó dịch nhưng mà nghĩa nó rất là hay. Có hay không đó chính là vấn đề, sống hay chết đó là vấn đề, phải hay không phải đó là vấn đề. Cái câu đủ hiểu thì hiểu được. To be. Vậy mà có một lần đó, tôi vô trong nhà nhà một cái vô trong nhà tắm, vô trong cái toilet của Mỹ, tôi gặp cái này thế này. Đó là to be or not to be. That is question. Chữ này biết ông Dương Tiểu dịch sao không biết. Cái là to be or not to be, còn cái là to be or not to be, cái đồng phá ghi vậy. Nhưng mà tôi nhắc lại cái câu nói của ông Stalin. Stalin có câu rất là hay. Stalin nói: người chết hết chuyện,
cái câu này nó hay vô cùng. Dĩ nhiên là cái câu này mình hiểu sai cũng được. Bà học tôi nghe tôi đã có nhắc mấy câu này rồi. Người chết hết chuyện, cái câu này nó hiểu sao cũng được. Hiểu thì cái nghĩa tầm bậy á, có nghĩa là chỉ có người chết mới không tiết lộ chuyện của mình. Người chết là mọi sự yên. Đó, cái ý đó, ý tầm bậy đó, ý đó là ý giết người đó. Nhưng mà nếu mà hiểu theo Phật Pháp, cái câu này rất là hay. Hiểu theo Phật Pháp thì còn có mặt thì còn có chuyện, còn sinh sự thì sự sẽ sinh. Đó, cái câu nó hay cái chỗ đó. Còn có mặt thì còn có chuyện, còn sinh sự thì sự sẽ sinh. À, có nghĩa là hãy mình còn sống thì dứt khoát là phải có vấn đề. Tôi hứa với các vị như vậy. Và tôi đã nói 300.000 lần thế này. Là những lần nào đó mà tôi xem phim á, mà nó có cái hậu á, phim có cái hậu mà hậu vui đó, ví dụ như là sao bao nhiêu chia ly ngăn cách, bao nhiêu trở lực khốc liệt tàn nhẫn đắng cay của cuộc đời, thì cuối cùng thì những người thương nhau cũng về được với nhau, con cái cha mẹ về được với nhau, người thân về được với người thân, người yêu về được với người yêu, vợ chồng về lại với nhau, vân vân và vân vân. Thì nó kết thúc rất là vui, nhưng mà nó cái bệnh nghề nghiệp, cái thói quen nghề nghiệp bao giờ cũng vậy. Khi mà cái phim mà nó xuất hiện là cái phim mà nó hiện lên chữ the end, à tiếng Tàu thì nó hiện lên cái chữ kịch chung, à nó hiện lên chữ kịch chung, tức là hết phim á. Còn cái phim Mỹ thì phim mình cũng phim đó mà nó có để hai chữ tiếng Tàu là kịch chung, còn tiếng chung là kết thúc rồi. Còn cái để tiếng Anh là the end thì ngay cái lúc mà tôi thấy cái chữ đó nó hiện lên là tôi nghĩ đến lập tức nó có trong đầu tôi, không có một cái câu lần nữa vậy hết, nó hiện lên là chưa đâu, lần nào cũng vậy. Những cái phim mà kết thúc hay á là kết thúc mà có hậu đó, cuối cùng là mọi người về với nhau trong vùng tay ấm ấm áp, thì lúc đó là ngay cái lúc đó là tự nhiên trong đầu tôi nó vang vang một câu là chưa đâu, là sao, là chàng với nàng, rồi một đôi bạn thân, rồi thì người thân với người thân sau bao nhiêu năm xa cách ly tán, rồi cuối cùng gặp được nhau tay trong tay, rồi happy. Nhưng mà thật ra nó chưa có đâu, chưa làm sao, cứ ở chung đi rồi biết, cứ ở chung đi rồi biết. Nó lòi ra, nó lòi ra, thưa bà con, nó lòi ra, nó lòi ra vấn đề, nó lòi chỗ nào. Thí dụ như một cặp tình nhân, chỉ cần nó xuất hiện vấn đề là có kẻ thứ ba, hoặc là giữa hai người có những điểm bất đồng lớn nhỏ nào đó, từ điểm nhỏ nó sẽ leak, nó sẽ xì ra vấn đề lớn. Rồi người thân mình cũng vậy, lâu lắm thì gặp nhau nó mừng. Chứ tôi thưa thật với bà con, tôi không có tài nào mà tôi có thể hình dung được bây giờ tuổi 40 mấy này mà tôi có thể về sống bên cạnh người thân máu mủ của tôi, từ sư cậu của tôi, từ các vị đại sư huynh và sư đệ của tôi, các bà chị của tôi xin quỳ tôi lại. Tôi vô cùng thà ở xa để nhớ còn hơn để ở gần mà nó có vấn đề. Đấy, ở Mỹ có một câu là ở xa thì tốn xăng, mà ở gần nên thì tốn hơi. Không được đâu thưa bà con, cứ sáp vô đi, nó có vấn đề. Cho nên tôi nhìn tôi thấy mà những cái gia đình hoặc là những cái buổi họp mặt, hoặc là những cái hình ảnh mà người ta tay bắt mặt mình với nhau, tôi ngại lắm. Tôi nói không biết cái này nó kéo dài bao lâu, là bởi vì chắc chắn rằng nó sẽ nảy sinh vấn đề. Tôi bảo đảm như vậy, chắc chắn tôi ớn dữ lắm. Ở đây tôi có mấy người quen nè, mà họ không có họ đó thì cũng hơi khó cho mình để hỗ trợ mình. Nhưng mà tôi nói thiệt, cái mỗi lần họ báo họ sắp qua là cái người biết không? Trời biết, Tam Bảo biết, Long Thần Hộ Pháp biết, mỗi lần họ báo họ sắp qua tôi sợ lắm. Sợ cái gì? Họ sắp cho mình một bao gạo mà họ qua họ dọn cái chỗ nhà bếp của mình, họ cứ than phiền, cứ lải nhải là tại sao sư đệ ở đây, tại sao sư đệ cái kia ở đây. Chỉ có một bao gạo là họ làm má của mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Chỉ là một bao gạo thôi, không biết có động trời không. Đã. Thì thử tưởng tôi ngồi tôi dòm lén cái lưng của má tôi, nó trời, cái con người này mà nó ở gần mình, cái mình giết nó quá thiệt chứ. Không có thể nào mà mình tưởng tượng được. Cho nên trong kinh nó có một hình ảnh rất là hay. Đó là trong kinh đó có một lần đó, Bồ Tát thì nhìn thấy một cái người mà họ đeo hai chiếc vòng ấy, hai cái kiềng lên tay ấy, hai cái vòng tay.
giống như mình thì hai chiếc cẩm đạp hai cái vòng xi men đó, giống như cái bộ xi men bảy chiếc hả, như xi men bảy chiếc phải không? Thì có một lần người ta thấy có người ta đeo như vậy, người thấy nó kêu len keng, một tay đeo một chiếc thì không kêu, mà cái tay mình đeo hai chiếc thì kêu. Thì ngày mới thấy hình như đó, mình đã mình thì nó không có ồn, dùng cái thứ mà hai ba đứa đó là nó ồn quá, thì chỉ nghĩ như vậy thôi mà ngày bỏ hết thì đi tu. Chỉ nhìn cái vòng kiền, vòng cái vòng tay, cái vòng xuyến cái vòng kiền, cái xuyến tay thì ngày nhìn ngày làm không xong. Nó ở chung là nó phải khua, nó ở chung là nó phải khua. Các nhân duyên, các yếu tố, các nhân duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó mà tốt xấu chưa biết, dĩ nhiên xấu nhiều hơn tốt, và không cái tốt nào là vĩnh cửu. Chỉ nhớ với cái câu thần chú là thôi, khi các duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó tốt xấu chưa biết, mà dĩ nhiên tốt nhiều hơn xấu, và cái tốt và không có cái tốt nào là vĩnh cửu. Chỉ nhớ có cái đó lạnh sinh sống, các duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó đã, và tốt xấu chưa biết, mà dĩ nhiên cái xấu nhiều hơn tốt, mà cái tốt mà nếu nó có thì không có cái tốt nào là vĩnh cửu. Hiểu được điều này, vị thánh đệ tử nham chán mọi sự có mặt, tiếng Pali gọi là Bhuta. Đây nội dung kinh chỉ có vậy đó. Hiểu được điều này, vị thánh đệ tử nham chán mọi sự có mặt, mà sự có mặt bằng tiếng Pali gọi là Bhuta. Rồi hòa thượng nhất hành thì hòa thượng có nghĩ ra một cái từ, đó là cái chữ Bhuta này, đó là chữ being, trong tiếng Anh đó. Hòa thượng nhất hành này đề nghị thêm một chữ đó là interbeing, cũng hay. Có nghĩa là mọi sự đó nó là being đúng, mà còn có cái inter đó, có nghĩa là nó phải kết nối, nó phải lệ thuộc lẫn nhau, nó phải liên kết, nó phải kết nối với nhau để mà có mặt biên thôi. Và chúng ta hãy nhớ rằng mọi sự do duyên mà có, và luôn trong tình trạng trở thành cái khác, luôn trong tình trạng trở thành cái khác. Cái gì cũng vậy hết, quý vị nhớ. Một cái hoa đó mình thấy nó đẹp quá, mình cắt hoặc là mình mua về mình để trong bình mình ngắm thì thấy nó đã thiệt. Nhưng mà bằng một cái nhìn rốt ráo và sâu sắc của một hành giả thì chúng ta sẽ phải thấy rằng cái hoa này nó đang trong tình trạng trở thành một cái khác. Có nghĩa là sao? Nó đang héo dần. Nó đang héo dần. Nó phải héo dần. Mà hiện giờ trước mặt tôi hiện giờ đó là nó đang có một cái bình hoa khô. Mà tôi muốn dẹp mấy ngày nay rồi mà tôi thấy làm biến dẹp, mà cuối cùng tôi lại thấy cái sự lười biếng nó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó sâu sắc ở cái chỗ là cái hoa hồng á, mà khi nó tươi đó thì mình thấy nó đẹp theo kiểu khác, mà khi nó khô quắt lại đó thì nó đẹp theo kiểu khác, nhìn nó giống như là cái di ảnh của một người xưa, nó giống như là một cái tà áo của người quá cố, nó giống như cái nón hay là cái kính lão của bà ngoại để lại cho mình vậy đó. Nó cũng có cái duyên của nó, cái hoa khô nó cũng cái đẹp của nó. Mà dĩ nhiên hoa gì cũng được, nhưng đừng bao giờ là hoa quệ. Hoa quệ mà nó mà ở trên mà nó khô rồi đó thì ở dưới cái nước của nó là chỉ kêu trời thôi. Ok, mình vừa học xong bài kinh Phù Tát hả, kinh Phù Tát. Tiếp theo là mình học cái bài kinh Ca La đó. Bài kinh Ca La đó, cái bài kinh vừa rồi đó, nếu mà mình không có học với tập thể hả, và mình cũng không được nghe giải thích hả, thì bài kinh nó tôi nghĩ đọc vô chắc lạnh sinh sống. Bài kinh đọc không hiểu nha, bài kinh đọc không hiểu. Nhưng cái lợi của những cái lớp học như thế này là bằng vào cái sự gia trì của đại chúng nha. Có đám đông nó lợi đó, bằng cái sự gia trì của đại chúng, rồi cộng với cái lời giải thích thì mình thấy kinh nào cũng có thể hiểu được.
thì nó mình không còn sợ kinh nữa. Cái mà mình sợ nhất đó là sợ kinh cắn. Có thể nói 95% phần thứ Việt Nam là sợ kinh cắn. Rồi thì cứ ai in thì cứ rước về rồi thì để đó rồi thì lãng quên, rồi thì là mai này mình già mình chết rồi con cháu đó, nó đem gửi anh chùa. Mà tôi biết cái trường hợp đó rất là nhiều, tôi phải nói trường hợp nó nhiều lắm. Trường hợp mình học mà chết rồi con cháu tìm cách nó tẩu tán, như cách đây cũng một năm, một hai năm, hai năm có cái ông nào bên Houston không chết được người nhà ông á, không biết do sợ hay sao đó mà đem gọi phone cho một người quen của tôi ở bên Houston á, nói tất cả sách vở thích thì cứ lấy. Thì cái cô này cũng mới gọi phone cho tôi, cô hỏi tôi lấy không, tôi nói nếu mà cô xin cô đọc giùm tôi đi, cô đọc cô có tựa gì, chứ tôi không thể lấy cái cuốn nào tôi đã có. Thì cô đọc hai cuốn nào tôi cần rồi, tôi lấy cuốn này, lấy cuốn này. Thì cô đọc tiếp nguyên thùng vậy, cô đọc tiếp rồi tôi cần lấy cuốn này. Thì cuối cùng nữa gửi tôi cái số sách mà tôi chọn. Mà cái hay nữa đó là tôi lục ra trong đó có một cuốn, trong đó nó có bao lì xì mấy trăm đô la, 300-400 đô la, mà coi như nó lâu quá người ta không có mở ra, nó có phấn được đó, mình kêu là meo, nó lên meo không đó. Cho nên là tôi mở ra thì tôi mới gọi phone được, ổ tôi nói cô ơi, cô cho tôi hay là cô bỏ quên vậy, thì tôi lục ra tôi thấy cái bao thơ này, tôi thấy nó xưa lắm rồi nha, xưa thật là xưa rồi đó. Thì cổ mới nói tôi là, cô nói là cái đó là có lẽ của người chủ cũ, để con báo cho họ biết. Thì 3 giây sau thì họ báo cho tôi biết rằng tôi hoàn toàn có thể làm chủ cái gì tôi đang giữ. Ngậm ngùi như vậy. Rồi ngày nhắc tâm ở Hawaii cũng vậy. Ngày tịch xong rồi thì người ta mới là đem hết sách người ta chuyển về Tampa, để gửi về Tampa để cúng, chứ bây giờ đó phải xài hết. Cho nên là không có gì buồn cho bằng hồi còn sống đó. Thì mình không có đọc sách, mình không có xem kinh, rồi mình cứ thỉnh thì dĩ nhiên cái đó cũng tốt. Mấy người mà bán sách thời gặp mình nó mừng lắm, không đọc mà cũng rước về. Nhưng mà làm gì làm nó cũng người ta bán sách được người ta mừng, nhưng mà đằng sau đó tôi cũng có chút ngậm ngùi, bởi vì tôi biết không cách chịu đọc. Thì kinh điển cũng vậy, bà con làm ơn bỏ dùm tôi cái suy nghĩ này. Mình là cư sĩ, mình có quyền không học Phật pháp. Đây là một suy nghĩ rất là kỳ cục, là bởi vì trong kinh không có ép buộc cư sĩ hành trì như là hành xuất gia. Nhưng mà trong kinh có xác nhận rằng mọi phàm phu đều có cái dòng luân hồi giống nhau, đều có sanh tử giống nhau. Cho nên nếu mà người xuất gia mà còn phàm thì họ có trách nhiệm với bản thân họ trong cái dòng sanh tử như thế nào, thì mình là cư sĩ, mình cũng là một khách trầm luân trên cái dòng sanh tử đó, thì mình cũng vẫn phải có trách nhiệm học giáo lý cho mình. Trước là cho mình, sau đó là cho đời, cho đời là cho làm sao. Nếu mà quý vị có am hiểu giáo lý rồi, ai mà có thắc mắc, ai mà có hỏi han, quý vị có thể giúp được người ta. Không có gì buồn cho bằng người ta thấy mình đi chùa mà người ta hỏi về Phật pháp nó đắm ma mớ, thì cái đó nó cũng kỳ lắm. Thứ nhất là mình không giúp được người ta, thứ hai nữa là mình buộc người ta phải nghĩ bậy, người ta nghĩ rằng mình là cuồng tín. Tức là mình đi theo một cái tôn giáo mà coi như là mình không hề biết tôn giáo nó nói cái gì. Ai hỏi mình đã mớ. Các vị thử hỏi một giáo dân Mỹ, Anh, Đức, tôi không biết, tôi biết Việt Nam. Tức là mà hỏi một giáo dân Việt Nam về kinh thánh, nó họ trả lời rót. Nhưng mà chỉ có Phật tử mình là lại không bằng thôi. Chỉ còn mà bên Thiên Chúa đó là cái bên Thiên Chúa đó, tại mấy giáo dân cái con chiên của họ nó thì dễ sợ lắm. Coi như là giáo lý họ làm rót. Rồi tiếp theo đây là chúng ta học bài kinh Kala đó. Bài kinh này nè có nội dung tóm tắt như sau. Nội dung cái outline của kinh đó, tóm tắt outline của kinh đó như sau. Tức là ngài Kala đó đến gặp ngài Xá Lợi Phất báo tin một người bạn, một sư bạn của mình vừa hoàn tục. Ở đây đó ngài Minh Châu dịch sát là từ bỏ học tập, trong khi đó nó có chữ Pali đó là Sikkhang Pachakati, có nghĩa là xả
giới, mà có lẽ là ngài bắt tông á, cho nên là cái chỗ này ngài cái chữ này ngài đối ngài nó xa lạ ha. Chứ bên Nam tông mình nó chữ xích khăn bách chắc cả tí, nghĩa là xả giới. Chữ này nghĩa là xả giới. Và trong khi đó đó chữ xả giới xích khăn bách chắc khác là xả giới, mà ngài lại dịch đến là từ bỏ điều học, thì nó nghe hơi kỳ ha. Cho nên cái câu xả giới của ông sư là mình thì đợi mình không muốn tu nữa, thì mình đi đến một cái vị sư khác, mình mới nói, mình mới đọc một cái chữ Pali là Ahang Sikkhang Pachakha Mi. Tôi xin hoàn tục, tôi xin xả bỏ cái giới, xả bỏ cái giới mà tôi đã thọ nha, xả bỏ cái giới mà đã thọ. Mà tôi nhớ cái này, tôi nhớ bữa có thằng cha nào trong Facebook đã hỏi tôi gì chứ, trường hợp như một cái ông cảnh sát vẫn bắn người ta chết chứ, thì ông có phạm giới sát sanh hay không? Thì tôi có nói thế này, tôi có nói là ổng gây nghiệp sát sanh thì có, nhưng mà ổng không có phạm giới sát sanh. Mà ông kia vẫn không hiểu, ổng hỏi ngược là tôi hỏi như vậy, nếu mà không có phạm giới sát sanh như vậy thì cái ai không thọ giới thì người đó cũng có quyền sát sanh hay sao? Ý ông như vậy mà ông phải, ông hiểu sao? Mình phải có phạm giới thì mình phải có thọ giới thì mình mới có phạm giới, mình phải có đám cưới thì mình mới có ly dị chứ. Mình phải có đám cưới mới có ly dị chứ, ngay cơ mình chưa cưới người ta lấy gì ly dị. Hoặc là giống như bây giờ một cái nhà sư mà đi buôn lậu á, đi buôn lậu thì phạm cùng một lúc hai cái tội là trong cái luật đời và luật đạo. Luật đạo đó, khi mình buôn lậu như vậy đó là mình phạm cái tội trộm cắp. Biết bà con có biết gì đó không? Buôn lậu là phạm cái giới trộm cắp. Vì gì? Vì trốn thuế. Mà theo luật đời đó thì tội trốn thuế, mà luật đạo á là tội trộm cắp. Đó là cái vị tỳ kheo hoặc là người cư sĩ mà đi buôn lậu á thì phạm cùng lúc hai cái. Nhưng mà người đời đó, người không tin Phật thì khi buôn lậu chỉ phạm luật đời, chỉ phạm luật đời thôi. Cái người mà không có theo Phật á thì khi buôn lậu chỉ phạm luật đời thôi, chứ mình không có thể nói là ông phạm giới trộm cắp được. Nên nhớ nha, luật đời nói đó là trộm cắp, nhưng mà mình không thể thêm cái chữ giới thì được, mình không thể nói ông đó phạm giới được, không được. Hoặc như mình thấy một cái anh thanh niên mà anh uống rượu lè nhè thì phải nói, mình có thể nói là cha này uống rượu, một cha này là bợm rượu, một cha này là sâu rượu, một cha này là hủ chim đó, một cha này là lưu linh, mình nói tùm lum hết. Nhưng mà mình không thể nói thằng cha này phạm giới được, vì ảnh đâu có thọ giới đâu phạm đó, phải nhớ cái đó. Nhưng mà không phải không phạm giới mà không có mắc nghiệp, phải nhớ đó nha. Có trường hợp phạm giới mà không mắc nghiệp, có trường hợp mắc nghiệp mà không phạm giới, có trường hợp vừa phạm giới mà vừa mắc nghiệp. Nó có những trường hợp như vậy. Có trường hợp phạm giới mà không mắc nghiệp, thí dụ như trong luật quy định là vị tỳ kheo, vị tỳ kheo ở một cái chỗ nào đó ha, là trách nhiệm của một cái vị tỳ kheo thường trú là đối với chỗ ở của mình là mình phải làm dày, phải dọn dẹp nhà bếp, dọn dẹp nhà tắm, dọn dẹp cái chỗ ở cái chuyên tăng sao đó. Trong chỗ đó mình nhỏ hạ thì mình phải làm dày. Mà nếu mình ở chỗ đó mà mình không làm đúng như vậy đó thì mình cũng là phạm, cũng là phạm luật. Rồi đối với khách tăng tới thì cái vị tăng thường trú phải có những cái trách nhiệm gì? Mà nếu mà mình là tăng thường trú mà mình đối với khách mà mình không có sự chăm sóc theo thông luật hướng dẫn thì cũng là phạm. Rồi khách tăng mà đi lại chỗ người ta mà mình không có tuân thủ theo những cái quy định của tạo luật, không làm trọn trách nhiệm của người khách thì cũng phạm luật. Thì cái phạm này đó, cái phạm này nè thì đúng là phạm giới đó, nhưng mà nó không có mắc nghiệp, có nghĩa là mình không làm thì mình có phước thôi, chứ còn mình không có mắc cái nghiệp gì hết. Mình không làm thì không có phước, chứ còn không có bị nghiệp gì hết. Còn trường hợp mắc nghiệp mà không phạm giới, thí dụ như bây giờ đó là mình liếc, mình thấy, rồi mình nói cạnh, nói khóe, nói móc,
cho người ta đau lòng, cho người ta tức giận, thì cái đó trong luật không có cấm. À, trong luật không có cấm cái này. Thì như mình nói móc, miệng mình thì vẫn cười vui, mà mình nói chăm chích cho người ta bị khó chịu vậy đó, thì cái đó trong luật đâu có cấm cái đó. Bởi vì nếu mà cấm cái thì biết bao nhiêu giới cho đủ ha? Cho nên trong luật không có cấm. Nhưng trong đường âm này nói thư giới thì mình không có phạm, nhưng mà nói thư nghiệp thì mình có phạm, là tại vì mình cố ý mình nói cho người khác họ bị khó chịu thì trường hợp đó được gọi là mắc nghiệp mà không có phạm giới. Còn trường hợp mà vừa phạm giới mà vừa mắc nghiệp thì các vị biết rồi, tức là có những cái chuyện chẳng hạn như mình sát sanh thì nó vừa phạm giới mà nó vừa mắc nghiệp. Còn những trường hợp nó mắc nghiệp nó không có phạm giới đã giải thích rồi nhé. Phải nhớ cái đó gọi là bách an xích khăn bách khắc kha mỹ, là tôi xin xả giới, tôi không có muốn làm, tôi không muốn tiếp tục giữ cái giới mà tôi đã thọ nữa, tôi xin bỏ. Thì ở đây đó, ngày đó ngày báo tin cho ngài Sa Lợi Phất, ngày báo tin, ngày báo tin xong rồi đó thì nhân cái dịp đó đó thì ngài mới hỏi ngài Sa Lợi Phất. Khi mà ngài báo tin vậy thì ngài Sa Lợi Phất mới nói thế này: sư bạn của sư á, hoàn toàn là bởi vì vị đó không có tìm thấy được cái niềm vui trong Phật pháp. Ở đây thì ngài dịch là không tìm được sự an ủi, không tìm được sự an ủi. Nhưng mà mình nói theo ngôn ngữ của mình bây giờ đó là như vậy. Vì đó ngài Sa Lợi Phất nghe thì ngài nói tại vì vị đó không có thấy được cái niềm vui trong trong cái Phật pháp, cho nên là vị đó đi ra. Cái câu trả lời này rất là hay, cái câu trả lời này cũng ngầm nhắc nhở ngài Ca La đó, cũng ngầm nhắc nhở ha. Ông đi ra tôi rồi không thấy trong đây có gì vui hết. Thì lúc đó đó thì ngài Ca La đó ngài mới hỏi ngược là ngài Sa Lợi Phất, ngài hỏi nếu mà ngài nói vậy thì bản thân ngài có thấy vui trong cái Phật pháp hay không? Ngài nói có chứ. Hỏi ngài có ngài hỏi ngài có được hay không, ngài nói là chẳng những có mà ta có một cách chắc chắn, ta không có nghi ngờ gì hết, cái gì đó chắc chắn là có. Thì chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi mà ngài Ca La Ra ngài trả lại ngài khó chịu, ngài nghe vậy ngài bị khó chịu. Ngài tới ngài thưa Đức Phật, ngài nói là Phật Thế Tôn, con kể chuyện ông sư bạn quần tục cho ngài Sa Lợi Phất nghe, mà cái cách trả lời của ngài nó giống như A La Hán vậy. Cái cách trả lời của ngài Sa Lợi Phất nghe như A La Hán vậy đó. Và trong khi người ta là thứ thiệt mà vị này không hề biết, thì những a la hán thứ thiệt thứ dữ mà vị này không biết, vị này rất là nghe cách trả lời giống như khoe mình là a la hán. Thì trong trường hợp đó đó thì là Đức Phật ngài nghe như vậy, ngài biết thì đã đến lúc để mà cho chư tăng nghe pháp. Cho nên là ngài mới gọi thì một vị tỳ kheo, ngài nói là hãy nhân danh ta cho mời Sa Lợi Phất tới đây, thì khi mà ngài Sa Lợi Phất tới đó thì Đức Phật mới hỏi có đúng như vậy hay không, có đúng là ngươi đã xác nhận mình là A La Hán hay không. Thì ngài Sa Lợi Phất nói dạ nguyên văn mà như vậy thì con chưa hề nói, nguyên văn mà nói rằng ta là vị A La Hán, ta là người không còn luân hồi nữa thì con chưa hề, hồi nãy đó con chưa không hề nói một chữ nào như vậy hết. Vì đã hỏi con sao lại con trả lời như vậy, vì đã hỏi thì con có được tìm được cái niềm an ủi mà tìm được cái niềm vui nào trong đạo hay không, thì con trả lời chắc chắn là có rồi, con trả lời như vậy đó. Mà vì đó lại đi hiểu là con cúi con khoe. Thì lúc bây giờ thì ngài Đức Phật có hỏi thêm, và ta hỏi là nếu mai này mà có người hỏi thẳng ngươi đó, hỏi thẳng Sa Lợi Phất á, là Sa Lợi Phất có phải là A La Hán hay không, thì Sa Lợi Phất trả lời làm sao? Trời đất ơi, tôi thưa với bà con, cái chỗ này tôi phải kêu trời đó, cái chỗ này nếu mà bà con mà đọc bản tiếng Việt đó thì chỉ có khóc ròng thôi nha. Khóc ròng là khóc chỗ nào? Vì rằng này hiền giả, trong danh từ tận diệt, ta hiểu được là sự tận diệt của nhân, chính do nhân ấy sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong danh từ tận diệt, ta mới biết sanh đã tận. Mà nó thành, các vị có thấy câu đó không? Các vị lấy được cái câu đó đi, giọt mưa cuối mùa lấy được cái câu đó. Vì rằng này hiền giả, trong danh từ tận diệt, ta hiểu được là sự tận diệt của nhân. Đã thì cái này tôi hiểu được, tôi chết rồi đó. Bà con cùng nhau nghiên cứu cái câu này, đọc kỹ là cái câu 16 á, câu 16 là đã. Mà trong khi cái Pali của người ta nó sáng, nó sáng tinh,
Vậy cho nên nếu mà tôi có một cái người nào đó mà tôi thương nhất đời mà họ lại là chịu nghe lời tôi, mà cộng với điều thứ ba nữa là họ còn có khả năng học, thì tôi sẽ đề nghị họ học tiếng Pali. Với ba điều kiện: một, đó là phải là cái người tôi thương, chứ còn thứ ghét tôi đâu có thèm ngó lên cái mặt nó gì hả. Một là cái người tôi thương, hai là họ là người còn chịu nghe tôi đề nghị góp ý, thứ ba họ còn có khả năng học, thì tôi sẽ đề nghị họ học tiếng Pali. Bởi vì không có gì mà thê thảm cho bằng là mình học mình coi kinh điển mà mình đi đọc cái bản dịch của người ta, nó rầu dữ lắm, nó rầu dữ lắm. Tao mất tiêu rồi, đây chú ai mình tôi đọc và các vị mà viết tôi đọc và các vị mà viết được sẽ đỡ cho tôi quá. Dân ni đa nè, dân ni đa nè, a vu so cha ti tát sát ni đà na sát kha ya khi na sinh khi nam hi ti vi di tăng rồi cái là khi nam hi ti khi nam hi ti vi di tòa khi na cha ti khi na cha ti vu si tăng brahmacariyan katan pajanami. Đó, cái câu Pali nó vậy đó. Tassak ni da nasakaya khi nasmin khi nam hi ti vi di tăng. Cái này là dịch sát nè, là dịch sát nè. Sự sanh có mặt từ nhân duyên nào nay, nhân duyên ấy đã bị chấm dứt, khi biết vậy thì ta cũng đồng thời biết rằng mình không còn tái sanh nữa. Lý tưởng tu hành đã hoàn mãn, chuyện nên làm đã làm xong, sao kiếp này không còn đời sống nào khác nữa. Đó, nguyên văn Bali, nguyên cái đoạn đó đó, cái đoạn mà Ngài Minh Châu vừa dịch á, nguyên cái đoạn mà Ngài Minh Châu vừa dịch á, là trong bản Bali người ta sáng trưng rồi mà, tôi không hiểu vì sao, tôi không hiểu vì sao mà dịch ra tiếng Việt như vậy. Bởi vì tôi nghe phải là Ngài, vì rằng này hiện giả trong danh từ tận diệt, ta hiểu được là sự tận diệt của nhân, chính do nhân ấy sanh khởi, chính do nhân ấy sanh khởi, sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong tận diệt, à, ta mới biết. Nghe nó rất là thê thảm, nghe nó thảm quá. Mà đôi khi bản Pali thì sáng trưng rồi, nó sáng trưng rồi, tức là sự sanh có mặt từ nhân duyên nào nay, nhân duyên ấy nó bị chấm dứt, à, khi biết vậy thì ta cũng đồng thời biết rằng mình không còn tái sanh nữa. Đó, à, lý tưởng tu hành đã hoàn mãn, chuyện là có nghĩa là Brahma Vusitang Brahmacariya, nghĩa là Phật là lý tưởng tu hành đã hoàn mãn. Các tăng các đã đi dân chỉ nên làm đó làm na phá ra cái thách tài và nhân tố của sự tái sanh đã không còn nữa, thì ta cũng đồng thời biết rằng kể từ bây giờ thì lý tưởng tu hành đã hoàn mãn, chỉ nên làm đã làm, và sau cái đời sống này nè cái thách tài và tí thì ngày mới mà ở đâu mà ra cái đó là ngày trình bày về cái 12 duyên khởi, trình bày về 12 duyên khởi. Ao lai ở đây là Ngài Xá Lợi Phất trình bày lý duyên khởi cho thấy Ngài thấy rõ mọi sự đều do duyên, đặc biệt những phiêu linh buồn vui đều do những nhân tố phù du tạo nên. Nhân tố phù du thì những buồn vui đó cũng phù du. Với người như vậy thì làm sao có chuyện thấy mình là quan trọng rồi khoe khoang tôi thế này thế kia. Tức là Ngài, cái trong câu trả lời Ngài, cái ngụ ý hai điều: thứ nhất
là trước mặt Thế Tôn ngài phải nói thiệt, ngài nói đúng. Là nếu một người mà như ngài mà có ai hỏi đó, thì ngài cũng ngài cái cách đó là ngài rất là khéo. Ngài chỉ nói là nếu có ai hỏi ngài đó thì với cách đó là ngài cũng xác định cho họ biết cái điều mà ngài đắc chứng. Nhưng mà ngài cũng nói thêm một điều rất là quan trọng là cái chuyện đắc chứng đó nó có cái gì mà để khoe, khi mà nó cũng chỉ là cái sự hết bệnh của một người bệnh thôi. Nó chỉ là sự hết bệnh của một người bệnh thôi. Và nó chỉ là sự kết thúc giải thoát hay thánh trí. Chỉ là sự kết thúc một cuộc chơi không ra gì thì lấy chi mà tự hào tự đắc. Không biết tôi nói gì các vị có nghe kịp không? Không biết các vị bà con có nghe kịp không? Tức là ngài nói rằng cái chuyện mà mình luân hồi đó là cái chuyện rùi bút. Nó là cái đó là một cái cuộc chơi không có ra gì hết, đó là cuộc chơi của những phiền não thôi. Rồi bây giờ mình kết thúc cuộc chơi đó, nó có cái đâu hay? Các vị nghe kịp không? Khi mà cái cuộc chơi đó nó không có ra gì thì bây giờ mình không chơi nữa, nó có cái đâu hay? Cũng giống như bây giờ các vị tưởng tượng các vị trên 18 tuổi, các vị bước ra ngoài sân các vị chơi cò với mấy đứa nít, vị nghĩ sao? Có chồng rồi, có vợ rồi, có gia đình, có bằng bác sĩ, có luật sư rồi, có bằng luật sư rồi, mà cứ săn cái quần lên ra ngoài sân nhảy lâm cơm mấy đứa nít gì đó chơi vậy. Chơi họ thấy mệt quá, thấy hình như máu lên, hình như thấy đường nó tuột hay sao đó, mới chạy trở vô, ngồi trở vô cái lao mình cho nó ráo, rồi uống miếng nước chanh hay cái gì vô cho nó hạ quả một chút, rồi cái khỏe này mới xoay qua khoe mấy người kế bên, nói bây giờ tôi biết rồi, tôi không có muốn chơi nữa, tôi không muốn chơi mấy đứa nít này nữa, từ đây sao tôi không có cò gì nữa, tại vì tôi bị có vấn đề trong máu, là vấn đề trong đường, trong cholesterol, là tôi phải ăn uống rồi phải làm sao đó, chứ còn nhất là cái vụ lên máu tôi, cái tim mạch tôi nó cũng có vấn đề hết. Mà bây giờ cứ cò mỗi lần cò máu nó lên, hoặc nhiều khi cò quá thì cái đường nó xuống, tôi mệt thì tôi không có chơi nữa. Thì tôi không có tưởng tượng được một người trên 18 tuổi mà khi mình nói cái câu đó mà bằng một cái niềm mà tự đắc tự kêu, thì tôi không biết tự kêu cái gì. Người ta nói mình khùng là mình đã hên rồi nhé. Trên 18 tuổi có vợ có chồng, tốt nghiệp đại học rồi mà tự nhiên ra ngoài sân chơi cò, xong rồi nhảy vô khoe nó, giờ tôi không có chơi nữa, chỉ vậy là tự đắc tự nhiên thấy vậy là thấy mình hay, mình giỏi. Người ta không nói mình khùng là mình hên. Tôi nói thật, 18 tuổi mà ra sân chơi cò con nít, người ta không nói mình khùng là mình đã hên rồi, mà lấy cái gì mà khoe không biết nha. Cho nên đến đây cái giải thoát là thánh trí, nó chỉ là sự kết thúc một cuộc chơi không ra gì, nó chỉ là sự kết thúc một cuộc chơi không có ra gì. Thì dĩ nhiên mình phải tôn kính cái câu thẩm ghi mốt nói tôi bán bổ đó thấy bạn, dĩ nhiên mình phải tôn kính thánh nhân, dĩ nhiên mình phải tôn kính thánh nhân, dĩ nhiên mình phải tôn kính thánh nhân. Nhưng bản thân vị thánh thì tự thấy việc giác ngộ của mình chẳng là gì hết, chỉ là sự ra tù. Rồi cái gì nữa? Xuất viện. Chỉ là sự ra tù, chỉ là sự xuất viện thôi. Thì hãnh diện cái gì? Ra khỏi tù nó mừng muốn chết. Mà có ai mà đứng trước cái nhà tù mà vỗ ngực rồi khoe khoang bữa nay tôi ra tù không? Không. Chạy không kịp ngó, chạy mất dép. Và tôi coi trong phim Hồng Kông nó còn có một cái niềm tin đó là ra khỏi tù là đi thẳng, đừng có quay lưng nhìn, nhất là đặt chào đó. Đã ra khỏi cửa mà còn quay lại chào là có lần theo dân tù mà lâu năm thâm niên đó, thì họ nói là cái vụ mà quay đầu mà chào là có ngày trở vô, nó lạ vậy đó. Cho nên thậm chí là vậy, họ còn đốt giấy ở cửa bước qua rồi tắm lá bưởi tùm lum nữa. Đây ai coi phim người ta dạ họ sợ muốn chết. Chứ có ai mà đi ra tù rồi quay mặt ra lại đứng nhìn nhà tù còn vỗ ngực rồi nói là tôi hay tôi giỏi, chỉ nên có xuất viện như vậy. Ra khỏi bệnh viện nó mừng muốn chết, chạy mất dép. Tôi phải nói thật sự, ai mà từng nhập viện thì biết, tới lúc bác sĩ họ ký giấy cho ra đó mà mình thấy mình khỏe, mình đó biết đói bụng, biết thèm ăn này nọ, rồi đó là coi như mình chạy mất dép, không có dám quay nhìn cái cổng bệnh viện nữa, mà không biết nghĩ làm sao mà
không biết nghĩ làm sao đó mà coi như là mà khoe mà nổ được thì tôi cũng bó tay. Ok, cho nên tôi nhắc lại, một vị tỳ kheo đến thưa với ngài Sa Đà Phật cái chuyện một sư bạn của mình vừa hoàn tục, đại cao lai cái bài kinh ấy, vừa hoàn tục vừa xả giới, và ngài Sa Đà Phật đã trả lời rằng thì là lý do mà vị đó hoàn tục là vị đó không có tìm thấy được niềm vui ở trong cái đạo này. Thì cái vị kia nghe như vậy mới hỏi, ngài nói như vậy thì bản thân ngài có niềm vui được, tìm thấy được niềm vui trong cái Phật pháp này hay không? Ngài nói chắc chắn không nghi ngờ gì hết. Từ câu hỏi, từ cái câu trả lời này, vị tỳ kheo đã đến thưa với Đức Phật rằng là tôn giả Sa Đà Phật á, hả, tôn giả Sa Đà Phật á, là khoe mình là vị A La Hán. Bởi vì thời đó thánh nhân nhiều lắm, thời đó mà mình ăn nói mà có vẻ nó hơi ngon lạnh chút, nó làm người ta dễ hiểu lầm là mình khoe lắm, mình nói có đẹp thêm một cái quan hỷ nữa. Tại thời Đức Phật thánh nhân rất là nhiều, rất là nhiều nha, rất là nhiều, nhiều đến mức mà người ta có thể nghĩ về nhau như vậy chứ không phải như thời nay nha, rất là nhiều. Thời nay mình có nói gì đến nữa cũng có người ta nói mình nổ rồi cùng, nhưng mà thời xưa là khác. Thời xưa mà thánh nhân quá nhiều cho nên là một câu nói sơ ý của mình thôi là có thể làm cho người ta hiểu lầm là mình khoe mình đắc thánh. Điều đó có nghĩa là xưa thánh nhân nhiều lắm, thời Đức Phật á. Thì khi mà vị tỳ kheo này đến thưa với Thế Tôn rằng ngài Tôn Giả Sa Đà Phật khoe mình như vậy đó, thì sau đó chúng ta biết rồi, ngài Đức Phật thì gọi ngài Sa Đà Phật đến và ngài hỏi có đúng như vậy hay không, và ngài Sa Đà Phật nói là nguyên văn mà khoe thì con cũng có nói, nhưng mà nhân đây con cũng xin thưa rõ là cái hành trình giác ngộ mà theo con được biết nó là như thế này nè, là sẽ thấy rõ 12 duyên khởi, để thấy được tất cả những niềm vui nỗi buồn nó đều là phù phiếm. Và với một người như vậy đó thì cái sự đắc chứng nó có cái gì phải khoe nếu mà nó có thật? Bởi vì mình đắc chứng bằng cách là thấy được cái sự phù phiếm của vạn hữu, thì thử hỏi cái sự đắc chứng nó có cái gì để mà tự hào, để mà khoe đây? Tại vì nó đến từ đâu? Nó đến từ cái chuyện mình thấy mọi sự là phù phiếm. Mình thấy được mọi sự là phù phiếm thì mình thấy được cái đó mình đã đắc thánh. Như vậy thì quả thánh nó có cái gì để mà khoe? Cũng giống như mình xuất viện là tại vì trước đây mình đã có nhập viện. Mà tại sao mình nhập viện là tại vì mình bị trọng bệnh, không có uống thuốc cạo gió ở nhà được, cho nên mình mới lết vô bệnh viện. À mà hôm nay mình còn mà mạng để mà ra ngoài cổng mình mừng thấy mộ rồi, có cái gì đâu mà khoe. Đại khái như vậy. Cho nên cái nội dung bài kinh này là như vậy đó thưa bà con. Thì sau khi mà ngài trả lời xong rồi đó, thì là sau đó ngài có xác nhận với Di Đăng thế này: hồi nãy đó, nếu mà Thế Tôn có hỏi ta một câu hỏi tương tự như vậy mà trong một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, thì ta hoàn toàn có thể trả lời cho Thế Tôn. Cái câu này đó, đây là một cái điểm đặc biệt nữa, chính ngài xác nhận rằng ngài không có khoe. Nhưng mà tại sao ngay chỗ này ngài lại nói như vậy? Thưa bà con, rất là đáng để lưu ý chỗ này. Chỗ này rất là đáng để lưu ý. Đó là khi mà ngài đã nói thiệt ra mọi sự đó, thì chư tăng anh em đều biết rằng ngài không có lý do gì để ngài khoe ha. Thì lúc đó ngài mới lại, lúc đây là lúc tốt nhất để ngài nói ra một sự thật, là nếu mà các hiền giả hiểu được giáo lý một cách tử tế đó, thì từ một vấn đề nhỏ các hiền giả có thể thấy ra rất là nhiều vấn đề khác. Cái ngụ ý trong kinh nói như vậy đó. Nếu mà các hành giả mà có tu tập, có suy tư một cách tử tế đó, thì chỉ một vấn đề nhỏ thôi thì các hiền giả đó, các sư đệ đó, có thể thấy ra vô số vấn đề khác. Đây là cái lợi ích của một người có tu học tử tế. Thì cái ý của ngài nói như vậy, cho nên ngài mới nói là nếu Thế Tôn có hỏi tôi một ngày, hai ngày, sáu ngày và bảy ngày, thì tôi vẫn có thể trả lời. Ở đây không phải là ý khoe, mà đây là một cái lời sách tấn anh em. Tức là anh em, nếu anh em có tu học một cách tử tế, có tu tử tế, có học đạo tử tế, thì một vấn đề anh em có thể hiểu ra ngàn cách. Và đây cũng chính là cái lời mà trong kinh Tán Khái ngài Sa Đà Phật, trong kinh nói ngài anh em ấy có một cái trí nhớ siêu quần. Trong kinh nói đó, trong một cái dấu chân con bò thì không thể nào có được một cái khối nước khổng lồ như là đại dương. Tôi nhắc lại, trong cái dấu chân của bò, của trâu thì không thể nào nó có được cái khối nước khổng lồ như là đại dương.
trong cái trí óc của một con người bình thường nó không thể nào có được một cái khả năng nhớ giỏi như ngài Ananda. Đó, đó là về ngài Ananda. Còn về ngài Mục Kiền Liên á, thì trong kinh nói rằng là ngài được xem là đệ nhất thần thông, vì trong nháy mắt ngài có thể biến hiện ra ngàn cảnh. À, còn riêng ngài Sắc Lợi Phất thì sao? Ngài Sắc Lợi Phất được gọi là đệ nhất trí tuệ là bởi vì một vấn đề ngài có thể hiểu ra ngàn cảnh, hiểu ra vô số khía cạnh. Đấy, đấy, vấn đề là chỗ đó đó. Ừ. Ngài Sắc Lợi Phất được gọi là đệ nhất trí tuệ là chỗ này, là một vấn đề ngài có thể hiểu ra vô số khía cạnh. Và tôi nhớ rằng tôi đã thưa với bà con là cái câu mà Phật là pháp bất ly thế gian pháp, cái câu này nếu mình hiểu đúng nó hay, không có tưởng tượng được, nó hay lắm. Nó có nhiều khía cạnh đó mà trong đó có một khía cạnh. À, nó nhiều khía cạnh lắm mà tôi nói một khía cạnh thôi, có nghĩa là không có một cái gì mà các vị nhìn thấy chung quanh mình mà không thể là đề tài để thuyết pháp. Không có một cái gì mà các vị nhìn thấy mà nó không có liên hệ đến Phật pháp. Tôi bảo đảm 1000% chuyện đó tuyệt đối không thể có. Chỉ tiếc là chúng ta không có thời gian để làm chuyện đó. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình thấy cái trái cam, rồi kế bên mình thấy cái trái chanh ở trên bàn mình á, rồi trái ổi, rồi mình thấy cái ly, rồi thấy con dao, cái hộp quẹt, cái mắt kiến, cái đồng hồ, cái phone nè. Thì tôi xin bảo đảm bà con 1000% là từng món trong những thứ mà tôi vừa kể hoàn toàn có thể là một cái đề tài để mình liên tưởng về Phật pháp rất là hay. Và tôi nhớ tôi đã từng có một loạt bài giảng mang cái chủ đề là Buddhist Anatomy. Hôm nào mà một buổi, một lúc nào, một cái lúc, một cái tuần lễ nào đó mà mình ngán nghe cái tương ưng rồi đó, mình sẽ dành ra một ít thời gian để mà mình cùng, để mà tôi chia sẻ các vị một cái loạt bài giảng về cái chủ đề là Buddhist Anatomy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ ở dưới cái bàn chân của mình ấy ha, mà tôi giảng từ từ lên tới tóc luôn. Thí dụ như mình nhìn cái lòng bàn chân của mình đó, mình nghĩ đến cái gì đó Phật pháp đấy. Rồi mình nhìn cái mắt cá của mình á, mình nghĩ đến cái gì đó Phật pháp. Rồi mình nhìn cái ống quyển của mình nghĩ đến gì đó Phật pháp. Rồi cái ở đầu gối nè, rồi cái đùi của mình nè, rồi cái thắt lưng của mình nè, cái eo của mình nè, cái rúng của mình nè, cái ngực của mình nè, cái vai của mình nè, cái cổ của mình nè, cái càm của mình nè, cái mặt móc của mình nè, cái con mắt, lỗ tai, miệng, mũi của mình, cái trán của mình. Thì tất cả những cái này mình nhìn từng cái, nó dẫn đến một cái liên tưởng nào trong Phật pháp. Tôi tại vì đây tôi vô tôi giảng cho vui vậy thôi, chứ mình không phải là lớp học thế. Chứ nếu mà thử trong lớp học của mình mà có giấy, có mực đàng hoàng ấy, thì tôi sẽ thử các vị, tôi đề nghị các vị ngày, ví dụ tới bữa nay thì chiều nay hoặc là ngày mai hoặc ngày mốt, tôi muốn các vị nào cho tôi một tờ giấy, các vị mỗi người suy nghĩ cái gì về cái gọi là Buddhist Anatomy. Ví dụ như các vị nhìn cái lòng bàn chân, các vị nghĩ đến cái gì trong Phật pháp. Các vị nhìn cái mắt cá, nghĩ đến cái gì Phật pháp. Nhìn cái rúng, các vị nghĩ đến chuyện gì trong Phật pháp. Nhìn cái cùi chỏ, nhìn cái đầu gối, nhìn cái vai, cái cằm, con mắt, gò má, mũi, trán, thái dương, rồi cái búi tóc, thì nhìn từng thứ như vậy, các vị nghĩ cái gì trong Phật pháp. Tôi rất là muốn có một dịp mà tôi làm một cái test với bà con. Nhưng mà khổ một chỗ là ngàn dặm thiên nhai hả, mình không có thấy mặt nhau thì mình không có làm cái gì đó được. Chứ nếu mà làm được thì rất là thú vị. Tôi muốn các vị đưa tôi tờ giấy để còn các vị viết gì trong đó, thú vị lắm, rất là thú vị. và mà thôi, tôi tính rủ các vị tới một chỗ rất là tuyệt vời để mà mình làm một lớp học mình chỉ nhớ là thôi. Chứ tôi mong một điều các vị biết không? Tôi mong có một điều là mỗi năm mình có một cái buổi họp mặt ở đâu đó, một cái chỗ nào đó thiệt là dễ đi. Thí dụ như Thái Lan, Thái Lan là tốt nhất. Để Thái Lan á, thì bà con ở trong nước có thể đi ra cách rất là dễ. Mà mấy người bên châu Âu hoặc bên Mỹ cũng có thể đi về đó, nó dễ. Chứ còn hẹn nhau ở Mỹ, hẹn nhau châu Âu thì hơi khó. Nhưng mà hẹn nhau ở Thái Lan, ở nước Biển, đặc biệt là Thái Lan. Tại sao? Để Thái Lan cái vấn đề ẩm thực nó dễ. Còn Biển Điện thì dễ thương lắm, thì Biển Điện có cái ăn uống lạnh như sông. Tôi thương Biển Điện lắm, tôi thương Biển Điện hơn cái gì hết thảy.
mà coi như tôi nói, mỗi lần tôi nhớ tới miếng điện mà tôi biết sao mà nuốt. Cái đồ miếng điện đó, nó không có lạnh, nó không phải là miếng điện. Nó không có nguội phải là miếng điện. Không dơ phải là miếng điện. Không có ho rùi mũi là phải là miếng điện. Khổ vậy đó. Cho nên là nếu có dịp mà mình gặp nhau bên đó khoảng chừng từng lễ nửa tháng rất là vui. Chẳng hạn như có một chỗ mà tôi ví dụ tôi giới thiệu được nè, đó là nhà nghỉ của Đại học Mechulalongkorn. Cái chỗ này đó là giá rất là rẻ, giá rất là rẻ, mà mình hoàn toàn có thể, mình hoàn toàn có thể ở 4 người trong một phòng sao hết. Và nhiều thì không dám nói, nhưng mà nếu mà khoảng chừng 30 người trở lại, mà trong 10 ngày 30 người trở lại nha, 30 trở lại, 30 trở lại, mà trong 10 ngày thì tôi xin cúng dường chỗ ăn, chỗ ở. Nếu mà 30 ngày trở lại, không xin lỗi, 30 người mà trong 10 ngày thì tôi xin cúng dường cái điện ăn và điện ở tại cái chỗ này, gọi là nhà nghỉ Mechulalongkorn. Còn cái chuyện mà mua sắm hay là đi lại thì tự giác. Tại sao? Là bởi vì cái chuyện mà mua sắm tôi đâu biết quý vị mua cái gì. Còn đi lại tôi đâu biết một ngày quý vị đi bao nhiêu lần mà đi bao xa làm sao tôi biết nha. Nhưng mà cái chuyện mà ở, tại vì ở đó đó là một phòng á, một đêm á là 20 đồng. Mà 10 phòng đó được cũng sao hết, quá giá mềm lắm. Một đêm là một phòng á ở được 4 người, một phòng á là 4 người đó. Như vậy thì 10 phòng mà 10 đêm á thì đâu có bao nhiêu quý vị, một phòng á là 20 mà 10 phòng như thế là có 2.000 đồng. Cái này tôi cũng được, mà tôi nói rõ tôi không giàu nha, tôi không giàu, chỉ xài tiền bán sách. Năm nay sẽ in thêm tập thơ đó bằng tiền bán sách thôi. Bằng tiền bán sách và rất là thú vị, bằng tiền bán sách mà 2.000 đồng không có mắc được quý vị, rất là đáng. Mà cái này nó có cái hay gì thế này, đó là mang tiếng. Tôi đã tôi dịch sai một cái chữ, vì cái người Việt Nam mình nó cũng trời ơi lắm. Nó thương mình nó thì không nói gì, mà nó ghét đi nó xấu cái dân mình nó này nó đợi. Đúng là cái này là có hotel chứ, mà nãy cái để tôi kêu cái chữ nhà nghỉ cho nó mềm. Thật ra nó, nếu mà tính theo cái tiêu chuẩn thì nó phải là cái tầm 3 sao, nó phải là 3 sao chứ không có ít đâu. Mà điều đặc biệt đó là nó nằm trong khuôn viên của trường Đại học Phật giáo, cho nên các vị nhìn quanh các vị thấy chư tăng đỏ trời, chư tăng đỏ trời. Tôi phải nói là chư tăng đỏ trời. Ở đâu vậy? Các chùa ở trong nội đô, nội thành ấy, sáng là cả chục chiếc xe bus người ta chuyển ra ngoài này cho học. Học xong rồi thì buổi chiều khoảng 4-5 giờ thì cái đoàn xe đó lại pick up toàn bộ chư tăng đem về phố. Ở chùa nào thì người ta trả lại cho chùa đó. Rồi sáng mai đó chư tăng mới tập kết ở những cái chỗ nào đó thì xe đến rước chư tăng đi vào đây. Họ để chư tăng ra xuống xe rồi thì xe đi đâu tôi không biết, mà tôi chỉ biết là buổi chiều thì xe tập trung về. Cho nên là buổi trưa hôm đó bà con nhìn thấy chư tăng đỏ trời. Điều thứ hai là trong đây bà con hoàn toàn có 2 lựa chọn. Một là bà con là hành giả thì ăn cơm miễn phí ở trong học viện. Hai là bà con thấy đồ ăn không vị, bà con có thể xuống cái căng tin mua và order đặt riêng. Chọn lựa thứ ba, sát bên đó có những siêu thị cực lớn, bà con hoàn toàn có thể vào đó ăn cho nó mập cái thay của mình để về học tiếp. Và một điều dễ thương đó là mỗi sáng sớm khoảng chừng 4 giờ rưỡi đến 5 giờ có một cái khóa thiền. Khóa thiền nhìn thấy đại chúng, bà con muôn phương ở về đó, họ qua đêm cũng có, mọi nơi khác tới cũng có, họ hành thiền sáng sớm, ngồi với nhau và ăn uống miễn phí. Dĩ nhiên, cái gì mà miễn phí thì cái đó nó rất là đạm bạc nha.
Nhưng mà phải nói Thái Lan thì vấn đề thực phẩm nó rất là phong phú, cho nên về cái khoản thực phẩm là bà con không có gì đó lo hết. Còn nhầm cái mùa trái cây đó thì phải nói là phải nấu cái mùa trái cây là ăn cho chết. Cho nên là tôi phải nói rõ rằng là nhiều thì tôi không dám, nhưng mà nếu mà 30 người trở lại mà trong 10 đêm thì tôi cũng xin, tôi đủ sức cúng, đủ sức cúng. Và cái tiền này hoàn toàn là do mồ hôi nước mắt của tôi. Và đó là một cái sự hợp mặt rất là tuyệt vời. Và mình nói rất là khoa học, nhưng mình có thể tính ra một phòng là bao nhiêu tiền và 10 đêm là bao nhiêu tiền. Còn tiền ăn thì nếu mà bà con mà ăn phụ trội đó thì phải ăn riêng. Còn nếu mà chỉ là ăn chấm điểm tâm này, ăn cơm chấm thì cái đó không bao nhiêu tiền, cái phải có cái rẻ sinh này, cái rẻ sinh. Một cuộc họp mặt rất là vui, rất là vui. Và cũng phải bỏ đi cái suy nghĩ gặp ông sư là mình phải cúng bầu thơ, đây là một suy nghĩ rất là bậy. Bởi vì trong đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Nó có những đoạn hiểu ngược lại là ông sư gặp mình, ông sư tốn tiền đó chứ. Chứ đâu phải lúc nào gặp ông sư cũng không phải tốn tiền. Thì nếu mình bị ám ảnh cái đấy là cũng, nó cũng là một thứ thường tân y không có tốt. Nó cũng là một thứ chủng tử bất thiện. Khi mình nghĩ là gặp là mình phải tốn tiền đó, mình nghĩ gặp là mình nên làm phước thì đó là một chủng tử tốt. Nhưng mà mình nghĩ gặp là phải tốn tiền thì đó là một chủng tử bất thiện. Ok. Bây giờ là mình học tiếp qua bài khác, cái đó họ cái tình đó tôi lạc đề đó. Bây giờ tiếp theo là cái bài kinh Những Căn Bản Của Trí. Vàng vàng ở trong đây có bài kinh này hay lắm. Đúng rồi, Những Căn Bản Của Trí. Đó, cái này mới hay nè. Kinh Những Căn Bản Của Trí rất là hay. Nó gồm 44 trí. Đó, đây. Vấn đề ở đây là phải thuộc lòng chi pháp của 12 duyên khởi. Đó, cái mặt ở chỗ này. Nếu mà bà con nếu mà bà con mà coi như nó là nóng còn hát còn cứng thì cái chuyện hồi nãy tôi nói thôi, hy vọng làm được. Là bởi vì mình đi gặp mặt nhau mà mình chơi không là chỉ một lần trong đời thôi. Nhớ chưa? Tự nhiên tôi đã đi rồi mà tôi còn quay trở lại chuyện đó. Nếu mà gặp nhau chỉ để chơi không đó thì gặp nhau một lần trong đời thôi. Nhưng mà nếu mà Phật pháp mình cứng thì một lần gặp mặt nhau nó vui đặc biệt lắm. Đây, 12 duyên khởi thì có bị nhớ chi pháp này. Thì 12 duyên khởi là gì? Vô minh. Bây giờ tôi không có biết, tôi đọc có thể biết nha. Vô minh á, ở đây là vô minh trong bốn đế. Các bạn biết được, biết viết giùm đi. Tôi không có biết đâu, tôi mệt. Vô minh là vô minh trong bốn đế, là vô minh trong khổ, tập diễn đạo nhớ rồi phải không? Bắt buộc bữa nay tôi không có nhắc nữa, bây giờ tôi đã ngán rồi, tôi không có nhắc nữa, tôi đã nhắc 3000 lần rồi. Vô minh trong bốn đế, rồi ba hành là gì? Ba hành tức là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Đó, phi phúc hành là 12 bất thiện. Bữa nay chắc bác cũng phải chịu khó ghi này xong mình nghĩ. Phi phúc hành á, phi phúc hành đó là 12 bất thiện. Còn phúc hành á, đó là thiện dục giới và thiện sắc giới. Còn bất động hành á là thiện vô sắc. Thiện vô sắc có nghĩa là những cái thiện ác mà nó đưa mình đi ba cõi đó thì nó được gọi là ba hành nha. Nói gọn, thiện ác đưa mình đi tái sinh tam giới thì gọi là ba hành. Đó. Rồi hành duyên thất. Thất ở đây tức là 32 cái tâm quả có được từ các thiện ác. Hành duyên thất thì thất ở đây là 32 tâm quả có từ thiện ác. Đã nói ở trên. Thức cái này là 32 tâm quả hả? Có từ thiện ác ở trên. Thiện ác mà mình mới nói trên á, ở trên mới nói trời. Rồi thức với danh sắc. Danh sắc ở đây tức là danh sắc đầu đời ở mỗi kiếp sống. Đầu đời nghĩa là trong thời điểm tế tục á nha. Cái này mới quan trọng. Cái danh sắc ở đây đó là cái danh sắc đầu đời á. Danh sắc đầu đời quyết định ta có đủ 6 căn hay không. Không biết bà con có hiểu cái này không?
danh sắc đầu đời nó nguyên quyết định ta có đủ sáu căn hay không. Đó, tại sao cho nên danh sắc cái này lại được kể riêng như vậy. Ví dụ nha, ở cõi dục có một, ở cõi dục á, phước đầy đủ á, thì có đủ sáu căn và hưởng được sáu trần như như ý. Thiếu phước một chút có đủ sáu căn nhưng sáu trần tốt xấu bất chừng, vô phước chút nữa thì chi khiếm khuyết các căn. Đã có dục á, ở cõi sắc giới thì do ly dục nên chỉ có ba căn là nhãn, nhĩ và ý căn. Ở cõi vô sắc á, thì do ly tham trong sắc pháp nên chỉ còn ý căn, tức là chỉ có mai mà không có cái ba đi. Đó, ở đây có một người mà tôi biết á, là phải nói gì họ mới biết, thì cái người tiếng Việt không có giỏi, chỉ có cái mai mà không có, không có cái đi, không có cái ba đi. Nhớ vậy đó. Như vậy cái danh sắc đầu đời nó quan trọng lắm, tại vì mình tái sanh á, mình tái sanh bằng, tái sinh bằng tâm quả dục giới thì sanh vào cõi dục giới, tái sinh bằng tâm quả sắc giới thì sinh về cõi sắc giới, tái sinh bằng tâm quả vô sắc giới thì về cõi vô sắc giới. Đó, cái danh sắc đầu đời nó quan trọng lắm, bởi vì nó quyết định là mình có đủ sáu căn hay không. Cho nên vô minh duyên hành, thì hành duyên thức, thức duyên danh sắc, là danh sắc đầu đời đó. Rồi cái danh sắc mới duyên cho lục nhập, thì kể mà kể tổng quát thì mình nói lục nhập trong thực tế không phải. Trong thực tế có những chỗ đó là danh sắc duyên cho một nhập, và danh sắc duyên cho ý nhập. Rồi có chỗ là danh sắc duyên cho ba nhập, tức là nhãn nhĩ tỷ, không có nhãn nhĩ và ý thôi, chỗ sắc giới. Rồi có chỗ là danh sắc mà duyên cho lục, có chỗ danh sắc duyên cho ngũ nhập, tứ nhập, tam nhập, nhị nhập. Mà tại sao? Bởi ở cõi dục này nó có những loài động vật mà nó không có mắt, nó không có mũi, bà con có biết chuyện đó hay không? Trời ơi, im đủ rồi. Bà con có biết chuyện đó hay không? Nó có những loài động vật nó không có mắt ở cõi dục mình á. Thì ở cõi dục mà nó không có là do nó bị thiếu phước. Nhớ nha, ở cõi dục giới nó có nhiều trường hợp. Một là trò thứ nhất, phước báo đầy đủ thì có đủ sáu căn và biết được, biết toàn là sáu trần như ý. Trường hợp thứ hai, cũng có đủ sáu căn nhưng mà cái chuyện tốt xấu của sáu trần thì bất định. Có nghĩa là sao? Y như mình trong râm này vậy đó. Đấy, có nghĩa là sáu căn mình có đủ nhưng mà sáu trần của mình thì bất định. Có nghĩa là có một lúc trời ơi tôi nó khổ như điên. Có những thứ cái lưỡi, có những lúc cái lưỡi của mình nó phải ăn những thứ mà mình không có muốn, cái mũi của mình phải nghe những cái mùi mình không có muốn, cái thân của mình nhiều lúc nó phải bị nóng, bị lạnh, bị chạy, bị sướt mà mình không có muốn. Cái ý của mình nhiều khi mình phải suy nghĩ với âu lo toan những cái chuyện đau buồn đại cái như vậy. Trong khi đó cái người có phước đó thì coi như suốt mùa thu luôn, họ chỉ thấy cái họ muốn, họ chỉ nghe cái họ muốn. Tôi đâu có phải là thượng lưu quý tộc, tôi chỉ đứng bên ngoài thèm nhà người ta mà tôi biết trộm thôi nha. Thì tôi có biết được có rất là nhiều người Âu Mỹ mà coi như là tiền của họ là chỉ có chết, chỉ có chết đi sống lại ba đời mới xài hết. Ở đâu ra vậy? Chỉ tôi biết một chuyện thôi, bất động sản. Họ mua một miếng đất, một cái căn nhà mà họ dĩ nhiên là phải có sự sắc bén từ kiến thức học đường hay là từ cái sự nhanh nhạy bẩm sinh mình không biết. Mà họ chỉ liếc miếng đất đó là họ biết miếng đất là mua có lời. Họ chỉ mua miếng đất đó dùng thứ gì họ có vốn, họ bỏ ra 1 triệu, họ bán lại 5 triệu 7 triệu gì đó bình thường, nếu mà thật sự là họ là người may mắn. Chứ có trên đời nữa những người họ giàu mà phải là không có tưởng tượng được. Họ coi như là họ nhìn cái đất là nó quá nhỏ,
họ tiếc là tại sao nó không thể lớn hơn để họ đi cho nó thỏa. Đôi khi mình hết một cái châu lục là mình đã không biết là mình đi hết đời mình có đủ hay không. Chỉ đi nước Tàu thôi, tôi thích, tôi ghét cái chính phủ Tàu, tôi ghét cái cơ chế chính trị của Tàu, tôi ghét cái văn hóa xã hội hiện nay của Tàu, nhưng mà tôi thương phong cảnh Tàu, tôi thương cái văn hóa truyền thống của Tàu. Tôi mơ một ngày nào đó tôi được đứng lên cái phong Vũ Kiều ở Trùng Khánh, tôi mơ một ngày nào đó tôi được trở lại cái Tô Châu Hàng Châu, tôi mơ một ngày nào đó tôi trở lại Đôn Hòa, tôi được thăm Đôn Hòa, tôi mơ được thăm Bắc Kinh, Thượng Hải, tôi mơ lắm chứ. Nhưng mà đó có chuyện dễ, nhưng mà tôi biết có những người thì là họ hoàn toàn có thể lui tới những nơi đó, có bác sĩ riêng đi cùng, có người mang vác hành lý cho họ, có người bút phòng, bút vé máy bay, bút du thuyền, bút sẵn xe cộ, họ chỉ việc là ngủ cho nó thẳng cẳng rồi đến giờ có người tới nhẹ nhàng gõ cửa mời mình thức dậy rửa mặt vệ sinh sáng, mời mình điểm tâm và nhẹ nhàng đưa mình xuống xe và rồi thì nhẹ nhàng đưa mình đi. Tôi biết có rất là nhiều người như vậy, sáu căn họ biết toàn cảnh tốt, trong khi mình thì sao, mình cũng có đủ sáu căn mà sáu căn mình là sáu căn cái mà nó biết là khi về khi khác bất định vô chừng nha. Cho nên nó là cái hạng thứ hai, đó là cũng có sáu căn nhưng mà cái sáu trần nó bất định vô chừng. Rồi cái hạng thứ ba là thảm nữa, có nghĩa là ở cõi dục nhưng mà không đủ sáu căn. Đấy. Rồi ở cõi sắc giới cũng vậy, sắc giới thì có ba căn nhưng mà ba căn người ta không phải là do vô phước vô phần mà bởi vì do người ta ly dục, thì người ta chỉ giữ lại những cái căn nào mà nó thật sự mà nó cần thiết, chẳng hạn như nhãn căn mà nhĩ căn. Hai cái này Phạm Thiên có, không phải là vì họ mê cảnh sắc cảnh thinh, mà bởi vì hai cái này là hai cái phương tiện, hai cái công cụ, hai cái lợi khí để làm việc rất là tốt. Mà nó cũng chính là nhãn nhĩ, nó cũng là dấu vết sau cùng của một người hữu sắc. Bởi vì chỉ cần mà họ không có nhãn nhĩ đó thì họ thành người vô sắc mắt rồi. Bởi vì tỷ thiệt thân mà họ không có rồi, mà bây giờ chỉ cần nhãn nhĩ mà không có nữa thì như vậy là họ chỉ còn lại có cái ý căn hay sao? Mà nếu chỉ còn cái ý căn thì vậy là họ tương đương với vô sắc rồi. Cho nên cái lý do mà Phạm Thiên họ còn lại hai căn là vì như thế này. Thứ nhất, đề mục của họ có liên hệ đến nhãn nhĩ. Thứ hai, họ không còn thích cảnh dục nhưng mà vì họ còn thích sắc pháp, cho nên hai cái nhãn nhĩ thì nó là dấu vết sau cùng của nhãn nhĩ. Thứ ba là bởi vì vị Phạm Thiên còn có thể dùng mắt, dùng tai để làm việc thiện, chẳng hạn như để nhìn ngắm chư Phật, để lắng nghe chư Phật, để nhìn ngắm chúng sinh, lắng nghe chúng sinh, để mà giúp đỡ chúng sinh, phải nói cái chữ Quán Thế Âm rất đáng để dùng dài xài cho Phạm Thiên. Ở trong cái văn hóa Phật giáo Nam Tông đó, có cái biểu tượng một cái vị mà bốn mặt ấy. Thì cái này nó xuất phát từ bên Bà La Môn giáo, cái hình ảnh này, nhưng mà bên Bà La Môn giáo cái bốn mặt, cái ba mặt của Bà La Môn giáo, cái bốn mặt của Bà La Môn giáo họ tượng trưng cho những khía cạnh thần học của họ. Thế như họ tượng trưng cho bốn khía cạnh, nghĩa là sanh, tiếng, dị, diệt, gọi là ba mặt tượng trưng cho ba vị thần Brahma, Vishnu với là Shiva. Mà riêng Phật giáo mình thì cái hình ảnh mà Phạm Thiên mà bốn mặt là tượng trưng cho từ bi hỷ xả. Ngay cả Đế Thích tốt bụng như vậy đó, nhưng mà cũng không phải lúc nào đối với chúng sinh cũng có từ tâm. Riêng các vị Phạm Thiên thì luôn luôn là an trú từ tâm khi nhìn về chúng sinh. Cho nên đây mới là lý do tại sao mà bốn từ bi hỷ xả được gọi là bốn tâm Phạm trú, tức là bốn cái tâm mà Phạm Thiên bốn cái tâm mà Phạm Thiên thường sống, thường sống bằng bốn cái tâm này, bốn cái tâm được gọi là bốn tâm Phạm trú Brahma Viha là như vậy đó. Phạm Thiên không có còn tâm sân, Phạm Thiên không có còn dục ái, mà chỉ như thời gian ngắn thôi. Và ở đây nó có một điểm tương đồng mà mình phải thấy, đó là ở trong các cái thần thánh ấy, thì vị A Na Hàm không có còn trở lui cõi dục, tức là nếu đắc quả A La Hán thì thôi, còn nếu mà không đắc thì vị nó phải về Phạm Thiên ạ. Vị A Na Hàm không có còn dục ái, cho nên không có trở lui cõi dục. Vị A Na Hàm không có còn tâm sân, cho nên cũng không có trở lui cõi dục.
Thì phẩm thiên cũng vậy. Phẩm thiên mà phẩm thiên phàm phu á, dầu là tạm thời họ vẫn là phàm đó, nhưng mà tạm thời trong thời gian ở trên đó họ cũng không có dục ái và cũng không có tâm sân, bởi vì chỗ sắc giới nó không có chỗ chứa cho hai cái phiền não này. Đây, đây là cái điểm mà mình rất là đáng để mà mình lưu ý nha. Trên cõi phẩm thiên không có chỗ chứa cho cái tâm sân và cái dục ái, và hai cái tâm này nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ này, hễ còn dục ái thì còn sân, ở đâu có sân thì ở đó dục ái. Tại sao? Là bởi vì cảnh dục ái để ta thích trong cảnh dục, thích trong cảnh trần, mà chỉ có cảnh dục quá thì nó mới là cái điều kiện để mình khởi tâm sân thôi. Đấy. À, cảnh dục có nghĩa là cảnh sắc này, có lúc nó về lúc nó khác, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc có lúc về lúc khác, cho nên lúc thì nó làm cho mình tham, có lúc làm cho mình sân. Riêng cái cảnh thiền thì nó không phải như vậy. Cảnh thiền muôn trước và muôn sau, trước sau chỉ có một mạt thôi. Giả định như mình đắc thiền mà mình sống được 1 tỷ năm, thì cái năm đầu tiên mà mình nhập thiền ấy, cái cảm giác an lạc mà do thiền định đem lại như thế nào, thì 1 tỷ năm sau cảm giác đó y hệt như vậy, cái cảnh thiền đó y hệt như vậy, không hề khác đi. Thế như mình đặt sơ thiền thì cái sơ thiền nó từ 1 tỷ năm trước, 1 tỷ năm sau giống nhau vậy. Nhưng mà cảnh dục thì không. Mình thích ăn bánh xèo mà họ đè ra, họ thồn, họ nhét, họ giọng, họ cán, cái mình tám cãi thì mình không còn thích bánh xèo nữa. Các vị thích ăn cơm nếp, tôi bắt quý vị ăn liên tục 3 ngày thì quý vị không còn thích cơm nếp nữa. Quý vị nào thích ăn sầu riêng, tôi đè xuống, tôi bắt ăn 3 ngày 3 đêm thì gặp sầu riêng ở đâu là quý vị quỳ lại ở đó nha. Rồi con người cũng vậy, tôi nói hoài, người đó ngày xưa mình mất ngủ vì không cưới được, bây giờ mình mất ngủ vì họ không chịu ký tên ly dị. Đó, cái cảnh dục giới nó tệ như vậy đó. Cũng có người đó ngày xưa thương không kịp, bây giờ thù không kịp, ghét không kịp. Còn nhìn rồi ra vô mà chạm mặt là mình muốn hói rồi, muốn mửa rồi nha. Mà ngày xưa đó là chỉ cái chỗ ngồi của người ta thôi, người ta đi về mà cái lưng ghế mà nó phản phất mùi hương là mình đủ chết mình rồi nha. Giữa đám đông mà nghe mùi nước hoa là dính mình, cứ tưởng người ta đang ở sau lưng mình. Mà bây giờ đó, mình đi xa về ngay đầu ngõ thấy cái đôi dép nhựa, biết có bà ở nhà là mình đã không muốn vô, muốn đi luôn, dễ sợ như vậy. Mỗi lần mới lên tiếng ngày xưa đó mình nghe cái giọng thanh tao, bây giờ mình chỉ còn nghe cái the thé rồi nha. Nên cảnh dục nó là như vậy đó thưa quý vị. Cảnh dục nó tệ một chỗ, có lúc nó dễ thương lắm mà có lúc nó làm cho mình chán. Chuyên cảnh thiền thì không. Đó là lý do tại sao ở đâu có dục ái thì ở đó có tâm sân, mà ở đâu có tâm sân thì ở đó có dục ái. Và vị A Na Hàm tuyệt đối không còn dục ái và sân. Phạm thiên tương đối không còn sân và dục ái. Đấy. Vô minh học rồi, vô minh duyên hành, hành duyên thức tự nhiên sáng sáng duyên lục nhập, là lục nhập là gì đó, lục nhập là sáng căn, lục nhập duyên do xúc. Ở đâu mà có lục nhập thì dứt khoát là nó phải có sáu xúc. Mà xúc ở đây là gì? Xúc ở đây là sự gặp nhau giữa sáu căn, sáu cảnh và sáu thân, tạo nên gọi là sáu xúc. Ở trong tiếng Sanskrit gọi là traya sannipata, là sự giao thoa giữa căn cảnh thức. Chữ traya là nhóm ba đó, traya là nhóm ba đó, traya là nhóm ba, traya sannipata tức là sự giao thoa giữa căn cảnh thức. Mà hễ có sáu xúc thì tự nhiên nó lôi ra sáu thọ. Đó, sáu thọ là gì? Có nghĩa là không bao giờ có chuyện con mắt mình nhìn mà nó không có cảm xúc, cái gì nó không có. Đó, cảm xúc tức là thọ đó, không có cảm giác, không có cảm giác. Đó, có nghĩa là hễ mà mắt nhìn thì phải có cảm giác, tai nghe lập tức phải có cảm giác, thích hay làm thích, vui hay là buồn hay là hững hờ, phải có cảm giác, phải có cảm giác. Cho nên sáu xúc thì cái sáu thọ. Mà sáu thọ đó, đối với cái người, đối với bậc thánh đó, thì thọ tức là họ thấy cái đó dễ chịu, thấy cái đó nó mát, cái đó nó nóng thì họ thánh nhân chỉ có biết đây là nóng, đây là mát thôi. Nhưng mà mình nó bắt đầu á, hoặc là tham hoặc là sân, nó xuất hiện ở chỗ đó. Cho nên mấy trong kinh mới nói là sáu xúc sanh sáu thọ. Mà phải nói thêm là nhiều vị khi giảng chỗ này bị hiểu lầm, bị hiểu sai chỗ này. Các vị nói là
các vị tìm cách để giải thích tại sao mà sáu thọ mà sanh sáu ái, mà sao không phải là sanh, không có xuất hiện tâm sân, mà tại sao xuất hiện tâm tham ở chỗ này? Cái mấy vị giải thích gì nữa không? Hãy khi nào mà về gặp cái cảnh ngọt ngào mà thích đã đành, còn hãy khi nào mà gặp cái cảnh cay đắng thì vị nó vẫn liên tưởng cái cảnh ngọt. Cái đó là giải thích như vậy là không có chính xác, mà mình phải giải thích cái này. Đức Phật là đang nói đến cái lý do tại sao mình sanh tử, mà khi đã nói đến lý do sanh tử thì Ngài không có nhắc đến tâm sân, nhớ nha, Ngài không có nhắc đến tâm sân ở trong chỗ này. Ngài không có nhắc Ngài đang nói đến trường hợp là vì sao mà sáu căn đời này mà nó tạo ra sáu căn có đời sau, thì ngay chỗ này nè, Ngài phải nói cái tâm tham ở chỗ này. Sáu thọ sanh ra sáu ái, từ sáu ái nó mới sanh ra bốn thủ. Tức là khi nào Ngài nói đến cái sự hình thành, của dòng sinh tử, thì bắt buộc Ngài phải nói tâm tham chỗ này thôi. Chứ còn mình không có nhất thiết mà mình phải gồng, mình phải tìm cách là giải thích tâm sanh chỗ này, không cần. Mà cái chỗ này là Ngài nói đến cái trường hợp là vì đâu mà nó ra cái dòng sanh tử, thì Ngài nói đơn giản thôi, là vì trong đời sống mình làm sao mà không có lúc nào mà mình nhìn mà mình không có thích, mình nghe mà mình không có thích. Cái này là thường trực, cái này là thường xuyên, nhớ nha, phải nhớ chỗ này, phải nhớ. Cho nên khi mà hỏi tại sao sáu thọ mà sanh sáu ái, mà nó không phải lúc nào sáu thọ cũng sanh sáu ái. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật nhắc sáu ái ở đây là vì Ngài đang muốn nói đến cái hành trình nào mà dẫn đến dòng sanh tử, thì bắt buộc Ngài phải nói sáu ái. Ví dụ như người ta diễn tả tại sao mình bị tiểu đường, thì người ta nói rằng tại vì nó có những cái cơ thể mà nó không có khả năng bài tiết đào thải ra cái đường một cách bình thường, cũng như là đường vô nó kẹt ở trong đó. Tại vì ông bà mình ngày xưa nói rõ ràng ăn uống không có kiêng gì đâu, mà vẫn sống 90 tuổi, mà con cháu bây giờ thuốc men y tế đầy đủ, y học đầy đủ ha. Mà khi mới có 40-50 định dính cái tiểu đường là tại sao? Bởi vì nó nhiều lý do. Thứ nhất là đồ ăn bây giờ nó phong phú ngày xưa, một phần nữa là bởi vì có những cái cơ thể mà cái khả năng đào thải nó yếu, đào thải đường nó yếu. Thì người ta chỉ nói vắn tắt là người ta nói tại sao bị tiểu đường, người ta nói là tại vì anh đang đường nhiều quá mà đường của anh nó không có bài tiết được, thế là nó vướng vào trong đó. Mà tiểu đường mình biết nó cũng có nhiều cấp 1, cấp 2, nó có nhiều cấp. Thì cấp 1 còn chữa được, lên tới cấp 2 là hết chữa rồi nha. Tôi không nhớ cái từ chuyên môn mới chỉ cho cái đường cấp 2 là tôi không nhớ, đúng rồi, tôi chỉ nhớ tiểu đường có nhiều cấp. Thì cấp 1 còn chữa được, còn cấp 2 là hết chữa. Thì ăn đồ ngọt vào được, chất ngọt nó động lại trong đó, thì lâu ngày nó dẫn đến cái tiểu đường. Mà tiểu đường thì các vị biết nó dẫn đến cái hệ lụy rất là nghiêm trọng, như là nó phá nát lục phủ ngũ tạng, tức nghĩa là nó làm cho mọi thứ trở nên gọi là dysfunction hết, không có còn làm việc được nữa. Và sau cùng thì nó sẽ đến được cái mức mà tệ hại nhất, có nghĩa là nó không có lành vết thương, nó không có khả năng làm cho lành vết thương. Trước đây thì mình có khả năng tự làm vết thương hết, vết trầy xước, còn bây giờ là nó trầy mà nó lỡ thì chỉ ngồi nhìn nó mà khóc thôi, chứ nó không có lành được, Thì người ta chỉ nói là khi mà ta nói đến cái tiến trình mà tiểu đường đó, thì người ta chỉ nói toàn nặng đồ ngọt thôi. Thì mình cảm thấy không, tôi đâu có phải ăn đồ ngọt không, có lúc tôi cũng ăn chè, ăn cháo, ăn cơm, ăn bánh, ăn chanh, ăn khế, chứ đâu phải tôi ăn tiểu đường không. Người ta biết, nhưng mà ta chỉ đang nói là tại sao bị tiểu đường là bởi vì anh đang đường nhiều quá rồi cơ thể nó không có bài tiết được, thế là nó động lên trong đó. Là ở đây tôi đang nói về tiểu đường, cho nên người ta mở miệng ra người ta nói đường không à, người ta nói toàn đồ ngọt không à đấy, chứ còn mà người ta đâu có nói là mình ăn toàn là đường đâu. Cái này cũng vậy. Khi nói đến dòng sinh tử thì Đức Phật Ngài chỉ nói đến ái thôi. Ngài nói tại sao có ái, là bởi vì có những lúc các con thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi các con mới là thọ hỷ, hoặc là thọ xả, hoặc thọ ưu. Nhưng mà khổ một chỗ là đằng sau cái thọ đó là các con lại có lúc nó lại xuất hiện cái ái trong đó, thay vì là đằng sau cái đó các con có thấy bằng trí, hoặc là ít nhất cũng thấy bằng tâm sanh, và đằng này các con lại thấy bằng ái. Từ ái đó, từ cái sáu ái đó sắc thân khí bị xúc này nè, nó mới dẫn đến bốn thủ là sao? Bốn thủ tức là dục thủ, là cái sự gắn chặt trong năm cảnh dục. Kiến thủ là sự gắn chặt, ôm chặt ở trong cái thấy cái biết của mình, là kiến thủ ha. Rồi cái thứ ba đó là cái giới cấm thủ, có nghĩa là tin vào những cái tín điều tào lao thiên tướng ha. Tức là cái lối hành trì từ ngoài bát chánh đạo và cứu cánh thì không phải niết bàn.
thì nó gọi là giới cấm thủ. Rồi cái cuối cùng là cái ngã chấp thủ, có nghĩa là luôn luôn sống ở trong một cái ý niệm, đây là tôi, đây là của tôi. Mà hãy có tôi và của tôi thì dĩ nhiên nó phải có là hắn và của hắn, bả và của bả, họ và của họ, đó, anh và của anh, chị và của chị, tôi và của tôi. Thì từ cái chỗ mà có cái tôi và của tôi, nó mới nảy ra vô số những cái phân biệt, rồi từ đó mình làm khổ nhau. Đây là đất nước của tôi, đây là biên giới của tôi, đây là cái ranh đất của tôi, đây là gia đình tôi, vợ chồng tôi, tài sản tôi. À, cái gì nó thuộc về tôi thì tôi luôn 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 muốn nó tốt đẹp và muốn nó vĩnh cửu, mà nó không có rời tôi. Mà đây là một ước muốn impossible. Làm sao mà đời đời kiếp kiếp nó ở bên cạnh mình hoài? Làm sao đời đời kiếp kiếp mà mọi sự nó đứng yên không thay đổi? Làm sao đời đời kiếp kiếp mà bản thân mình có thể sống hoài không chết? Thế là cái khổ nó đi ra từ đó, cái khổ đi ra từ cái ngã chấp. Bởi vì đối với Phật Thánh, các ngài nhìn mình như là nhìn một người khác. Tôi đã nói 300.000 lần, đó là người tu hành chỉ học mấy cách nhìn thôi. Người tu hành phải biết cách học, phải học biết học cái cách nhìn mọi sự từ trên nhìn xuống, để thêm cái sự lòng bao dung, yêu thương, tha thứ. Biết ở dưới nhìn lên để mà có lòng ngưỡng mộ, học hỏi. Biết ở trong nhìn ra, biết ở trong nhìn ra để mà quan sát, tiếp nhận. Mà biết ở ngoài nhìn vô để mà cảm thông, chia sẻ. Phải như vậy. Còn cái người mà ngã chấp thì không có cái này. Người mà nặng về ngã chấp không có khả năng nhìn từ nhìn đời từ bốn góc độ này. Các bạn nhớ giùm tôi đi. Lúc nào mình cũng đánh giá cuộc đời này đó từ cái góc nhìn của mình, trong nhìn ra đây. Nó lạ như vậy. Thử thì thử một lần, nó làm như là tôi đi thử thì không có chết một tay nào đâu. Mình để ý kỹ, mình đánh giá vấn đề toàn là từ cái góc độ của mình không à. Thế nhưng mình nhìn mình thấy sao mà thằng tèo mình có mình sao nó phá thì mình thấy nó dễ thương rồi. Nó gặp người lớn nó không chào mà thấy hay à, thằng này có khí phách. Thằng này từ ngày mình nó biết đi biết chạy chưa thấy nó biết cúi đầu trước mặt ai hết nha. Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, đầu gối đàn ông có vàng không có nể ai hết trơn mới cúi đầu ra. Hay quá. Mà con người ta mà không biết chào thì mình nói là nó thiếu giáo dục, nó không có lễ phép. Nhưng mà con của mình nó là khí phách âm hùng đó. Rồi còn bà xã của mình nó thì coi như mình thấy bà vui vẻ quá rồi đó. Người bà nhanh tay lẹ chân, người bọc thịt quá. Nhưng mà hãy của người ta mình nói là xứ đàn bà mà lẳng lơ, miệng bằng tay bằng miệng, bọc hớp chụp lục chụp lăng tăng. Nhưng mà cả cái đầu của mình thì nó đẹp đó, của mình là nhắc nha. Cho nên nó là đi chợ thì hay ăn hoàng, trồng thơm trồng thương được bảo về nhà đỡ cơm. Mà trong trên đầu những rác cùng rơm mà chồng thương chẳng bảo hoa thơm đầy đầu, mà tối mà ngủ thì tôi nghe quên cái câu mà đêm nằm ngủ ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, thì chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng rơm, chồng thương thì chồng bảo hoa thơm đầy đầu. Có nghĩa là khi mình thương rồi cái gì cũng được hết. Khi mình đánh giá vấn đề mà từ cái góc độ cảm tính, từ cái góc độ yêu thương, từ cái góc độ ghét bỏ của bản thân, mang tính chủ quan, thiếu cái khách quan, thì mình nhìn trật lắc kìa. Nó trật lắc kìa. Mà mình phải biết nắm vấn đề từ ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào, thì phải như vậy mới được. Thì cái ngã chấp thủ là sao? Là mình không có khả năng đó. Mà ngã chấp thủ mình chỉ có một góc nhìn thôi. Mà cái gì biết mà nhìn một chiều, nhìn từ một góc độ thì dứt khoát phải là cực đoan, dứt khoát phải là phiến diện, dứt khoát phải là thiển cận, dứt khoát phải là ngu xuẩn, stupid. Cho nên là từ lục ái nó dẫn đến tứ thủ, và tứ thủ nó dẫn đến hai hữu, có nghĩa là nghiệp hữu và sinh hữu. Nghiệp hữu có nghĩa là nghiệp thiện ác, có đã không? Nghiệp hữu chi pháp nó lại y chang như là ba hành. Nhớ nha, cái này phải ghi rồi. Sao ái dẫn đến tứ thủ, mà tứ thủ thì dẫn đến hai hữu, mà gồm nghiệp hữu y hệt như hành, và sinh hữu thì y hệt như
thất lão, nghĩa là mọi sự đang quay ngược trở lại với tên gọi khác. À, mọi sự đang nó đang quay ngược lại chỉ vậy thôi. Sáng ấy những tứ thủ là tứ thủ, chỉ nó hai hữu, mà hai hữu ở đây là gì, là nghiệp hữu y hạt y hành, mà sinh hữu y hạt y thức, nó đã vậy đó. Mà cho nên phải thụ chi pháp thì mấy cái kinh này mình mới học rót rót rồi. Cái căn bản của trí là gì, là 40 là những cái trí căn bản ha. Nha, thì gồm có 40 trí. Rồi, à, 44 trí chứ. 44 trí. Tức là thấy rõ lão tử, thấy rõ tập khởi, khởi tức là cái cause của lão tử, sự chấm dứt lão tử, và thấy rõ con đường dẫn đến sự chấm dứt lão tử. Cứ vậy, cứ vậy ha. Đối với sanh rồi hữu thủ ái thọ xúc nhập, nhập thì mốt đơn là xứ, rồi danh sắc, rồi thức, rồi hành, đều phải được hiểu qua bốn khía cạnh của tứ đế. 11 nhân cho 4 là bao nhiêu thưa bà con? 11 nhân cho 4 là bao nhiêu? 11 nhân cho 4 là bao nhiêu? 44 trí nha. Tất cả là 44 trí. 44 trí có nghĩa là bị tỉ kheo, thấy rõ, nhìn rõ, nhìn rõ trong đời sống này. Bây giờ tôi hỏi từng điều. Sanh á, nó có hai ít nhất nha, ít nhất có hai trường hợp, cái sanh tục đế và cái sanh chân đế. Cái sanh tục đế đó là cái sự chào đời của một chúng sinh, đó gọi là sanh tục đế. Còn cái sanh chân đế là cái sự xuất hiện của những cái cảm giác buồn vui thiện ác trong từng phút, từ đó được gọi là cái sanh của chân đế, theo khía cạnh chân đế. Các vị nghe kịp không? Ô sao có người buồn ngủ rồi? Lên sáng có buồn ngủ rồi hả? Nguyên vậy thì sao mình nghĩ ra cái mắt gì mà phải nghe nữa? Vậy thôi, ngưng cái này đi nha. Quên nữa, giờ mình ngưng cái này đi. Bây giờ tôi sẵn tôi nói cho bà con đó là bà tới tháng 3 tới, để, bây giờ tôi học chưa xong, tới tháng 3 này nè, thì tôi mong rằng bà con cùng nghiên cứu với nhau như thế nào đó, lựa giùm tôi một cái giờ mà làm sao mà cho các châu có thể nghe được một cách thoải mái. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là làm sao các vị lựa giùm tôi một cái giờ từ tháng 3 mấy 2015 ha? Từ tháng 3 2015 đó, thì Râm sẽ chọn lại giờ giảng cho thích hợp các châu lục đó. Thì tôi nghĩ bản thân tôi nghĩ có lẽ là 2 giờ chiều, có lẽ là 2 giờ chiều của 2 giờ chiều Paris á, 2 giờ chiều, có lẽ là, xin lỗi, 2 giờ chứ phải 32 giờ, 2 giờ nãy tôi đánh số 3 tôi chưa có xóa, 2 giờ chiều, đó là tôi chỉ giả định là supposing ha. Rồi bà con mới là nghĩ coi có đúng hay không. Nếu mà thấy được á, nếu bà con thấy được thì trời đất ơi, tôi giải tới 8 giờ rồi. Nếu mà thấy được thì mình gặp nhau sau ha. Ok, xin chào quý vị. Bây giờ đã trễ lắm rồi, 8 giờ sáng hôm nay. Bây giờ đó là... Rồi, chứ còn bây giờ thì nó kẹt lắm. Bây giờ nó kẹt lắm nha. Bây giờ nó kẹt lắm. Chứ quên nữa là mai mốt á, chứ dù ai mà có hỏi cái gì, thắc mắc cái gì đó, nhưng mà không có lần đó ông không ảo được. Ông Dương Thiên không hỏi những cái vụ mà đạo đức kinh, tôi đã lời là sao tôi đi ra tôi quên mất tiêu.
Cho nên bà con nào mà làm ốp sẽ quan hỷ, giữ lại mấy câu đó, là khi mà tôi nói với quý vị câu giờ quý vị biết. Thế nào khi nào quý vị thấy gần quý vị post lên, quý vị post lên quý vị nói là xin ở lại để trả lời các câu hỏi nha. Chứ còn cái đó là quý vị chỉ cần quý vị không nói là tôi đi một cái vèo, tôi nhanh vô cùng. Tôi không phải trụ trì, tôi không có vợ con, nhưng mà quý vị biết tôi có 100 công việc tôi phải làm, không ai bắt tôi hết, nhưng mà để tôi quen như vậy. Tôi chẳng hạn như là tôi bài vẫn đêm 12 giờ sáng tôi không ngủ được, tôi ra ngoài tôi bài đóng sách, tôi coi, tôi lục, tôi coi cái này cái nào tôi lục được internet tôi lục, còn cái nào không thấy được internet thì tôi mới lo cái đóng sách tôi ra, tôi mở cái này ra tôi coi một số trang để nó qua bên, lấy cái kia số trang để qua bên, rồi pha mình nước trà lấy bức gừng để đó, tới hồi buồn ngủ lăn ra vô trong phòng ngủ xong sáng ra nhìn cái chỗ đọc sách hết hồn luôn. Dạ như bây giờ quý vị nhìn vô cái nhà bếp của tôi đó, không biết giờ tôi chụp hình cho các vị coi, tôi nhìn nhà bếp tôi muốn đóng cửa tôi đi luôn, tôi quá kinh hoàng. Xin gặp lại bà con thứ bảy.